Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 âm lịch năm Nhâm Thìn. Chúng ta lại có đầy đủ duyên lành hội tụ tại đạo tràng chùa Long Hương để chúng ta tiếp tục học bản kinh Lăng Nghiêm. Thì chúng ta đã gián đoạn hơn 4 tháng rồi. Vì hồi tháng 3 chúng ta đã gặp nhau để học bản kinh Lăng Nghiêm đến cái phần chỉ rõ chỗ hư vọng của sáu căn. Vì chúng tôi có cái duyên để đi công tác ở Mỹ hơn 4 tháng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần kế ở trong kinh Lăng Nghiêm là Đức Phật dùng cái hư không để thí dụ cái một cũng không thành.
Chúng tôi đọc phần chánh văn trước. Do từ vô thủy đến nay điên đảo chấp trước, nên đối với tính viên trạm lặng lẽ trùm khắp, lại sinh ra nghĩa một và sáu. Nay ông đã chứng quả Tu Đà Hoàn, tuy cái chấp sáu đã tiêu, nhưng vẫn chưa quên cái một. Như bầu hư không chung hợp với các vật, do hình trạng các vật có khác nên gọi là hư không có khác. Bỏ các vật xem như hư không thì nói hư không là một. Bầu hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng hay là khác? Huống chi lại gọi là một, chẳng phải một, thì ông rõ biết sáu căn thọ dụng cũng lại như thế. Ở cái phần trước á, thì chúng ta nhắc lại cái phần trước để chúng ta thấy nó có một cái liên kết với nhau. Tức là đầu tiên Ngài A Nan hỏi Đức Phật là làm thế nào để ngược dòng đi sâu vào một cửa, tức là đi sâu vào một căn, mà có thể khiến cho sáu căn một lúc đều được thanh tịnh. Thì đã được Đức Phật trả lời á, là khi mà A Nan đã ngộ được, đã chứng được cái quả Tu Đà Hoàn rồi, thì diệt hết cái kiến sở đoạn hoặc, cái thấy lầm trong ba cõi của chúng sinh và thế gian rồi, song A Nan vẫn chưa biết cái hư vọng chứa nhóm trong sáu căn từ vô thủy và các tập khí của mình, do phải tu tập mới có thể đoạn được. Thì cái phần này đoạn trước chúng ta đã giảng rồi. Thì Đức Phật lại ví dụ thêm ở sáu căn. Nếu nói là ở đây Đức Phật lý luận á, này A Nan hãy xem sáu căn hiện tiền là một hay là sáu. Nếu nói là một thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói. Sáu căn ấy quyết định là sáu, nhưng nay tôi ở trong hội vì các ông tuyên dương một môn vi diệu. Vậy trong sáu căn ông cái gì là lãnh thọ? A Nan thưa, con dùng lỗ tai để nghe. Đức Phật bảo, lỗ tai ông nếu tự nghe thì đâu quan hệ gì đến thân và miệng. Tại sao miệng lại hỏi nghĩa lý, thân đứng dậy kính vân? Thế nên phải biết ông không phải một mà trọn là sáu, không phải sáu mà trọn là một. Rốt ruột các căn của ông vốn không phải là một hay là sáu. A Nan phải biết căn ấy không phải là một, không phải là sáu. Thì cái này đoạn trước chúng ta đã học rồi ha. Tức là cái phần lý luận của Đức Phật nói về sáu căn của mình là mắt, căn mắt gọi là nhãn căn, lỗ tai gọi là nhĩ căn, lỗ mũi gọi là tỷ căn, lưỡi chúng ta là thiệt căn, cái thân chúng ta là thân căn và ý căn. Thì trong sáu căn này, Đức Phật đặt câu hỏi là về A Nan là nó là một hay là khác. Với chúng ta từ xưa giờ chúng ta thấy sáu hay là thấy một? Bây giờ ở đây Đức Phật đặt á, nếu ông nói là một thì lấy lỗ tai để có thể thấy hình sắc đi. Không, nhưng lỗ tai mình làm sao thấy hình sắc được? Lấy cái đầu để đi đi. Nếu là một thì cái đầu đi chứ không phải là cái chân đi, nhưng mà cái chân đi mà cái đầu không đi. Thì như vậy nó không phải là sáu trong cái lý luận này của Đức Phật. Nhưng mà khi á, cái lỗ tai mình nghe thì không có quan hệ gì tới cái miệng hết. Nhưng tại sao mình đem cái miệng để mình hỏi? Và lúc mình hỏi đó thì lỗ tai mình vẫn nghe, phải không? Lỗ mũi mình vẫn thở và thân mình vẫn cử động. Vì vậy nếu mà nói là sáu thì cũng không đúng, mà nói là một thì cũng không đúng. Đó là cái phần lý luận của Đức Phật. Thì cái đoạn trước chúng ta đã giảng rồi. Vì vậy là Đức Phật đã khẳng định đối với chính mình là trong cái mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta không phải là sáu. Chúng ta phải nghe kỹ cái này, tại vì từ đầu trong cái đoạn này Ngài A Nan muốn hỏi Đức Phật là làm thế nào để đưa đi ngược cái dòng của các căn, để mà mình phá vỡ một căn. A Nan bây giờ đã thấy ra vấn đề rồi, chỉ cần phá một căn tức là phá được sáu căn, mà phá được sáu căn tức là phá vỡ được sinh tử này. Đó là cái câu hỏi hết sức quan trọng, cho nên chúng ta hết sức để ý cái đoạn này. Trong tất cả các đoạn trước, nếu mình không có nghe mà mình nghe không có đoạn này mà nghe thật kỹ thì chúng ta cũng vẫn nắm vững được cái pháp tu.
Bởi vì ngày xưa chúng ta nhớ là trong Thiền sư Trung Hoa có một người hỏi Ngài Quốc sư Huệ Trung á, hỏi thế nào là giải thoát. Ông trả lời một câu rất ngắn gọn là căn trần không dính nhau là giải thoát. Thì ở đây A Nan cũng thấy được cái điểm yếu, cái rút mắt của chúng ta nơi căn và trần, tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý duyên với các pháp đó. Nếu mà chúng ta còn dính mắt lại thì coi như chúng ta còn bị trói buộc. Còn nếu như bây giờ lục căn tiếp xúc lục trần mà chúng ta không dính mắt, xem như chúng ta được giải thoát. Thì A Nan đã thấy được điều này. Và chính Đức Phật đã khẳng định A Nan á đã chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là đã diệt hết cái kiến chấp sai lầm trong sinh tử trong tam giới này rồi. Tức là cái bước đầu của đạo lý là gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc, tức là thấy được đạo lý, đoạn được cái hoặc nghiệp sinh tử của mình. Nhưng mà muốn dứt trừ cái cù cặn nghiệp tập, muốn dứt trừ được những cái vi tế ngã chấp pháp chấp ở trong tâm của chúng ta thì đòi hỏi chúng ta phải tu tập thì mới dứt trừ được. Tại vì các căn nó đã huân tập trong một đời của mình nó rất là sâu. Nó thật ra là Đức Phật dẫn giải từ từ để phá cái chấp trước trong căn của mình. Thì đầu tiên là Đức Phật phá cái một và cái sáu. Nhưng mà ở trong chúng ta đây, trong cái lý luận này á, nếu mà nghe kỹ đoạn trước thì chúng ta thấy rõ ràng là nơi thân chúng ta nếu nói sáu cũng không được, nếu nói một cũng không được. Giống như hôm trước chúng tôi có một ví dụ, tức là bây giờ cái mặt của mình nổi mụn, phải không? Cái mặt chúng ta đang có một mụn đó. Bây giờ nói một mụn là cái mặt, có được không? Không được, tại vì cái mặt của mình á, nó không có mụn. Nhưng bây giờ nói rời cái một mụn mà có trên mặt, không thể được. Không, thật ra nói một mụn không phải là mặt cũng không đúng, mà một mụn là cái mặt mình cũng là sai. Thì ở đây Đức Phật lý luận cái đoạn này cũng giống như vậy. Đức Phật lý luận là nếu như ông nói là sáu căn này là một thì á là lỗ tai phải thấy được hình sắc, không, lỗ mũi phải nói chuyện được chứ không cần cái miệng còn mắt có thể nghe được chứ không cần đến lỗ tai. Thì đây là một, nó lưu thông như vậy. Nhưng mà nếu nói là một á thì lục căn nó phải thông. Nhưng đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng cái lúc mà chúng ta còn kẹt trong thân căn thì mỗi căn nó có một sự phân biệt khác nhau. Nhưng khi mà chúng ta đã phá vỡ được lục căn rồi thì không cần lỗ tai mà chúng ta vẫn nhận biết được âm thanh. Đó là đoạn sau mà chúng ta sẽ biết. Không cần con mắt chúng ta có thể thấy được hình sắc. Thì cái đoạn sau Đức Phật lý giải. Chứ không phải nói khi lục căn chúng ta hữu dụng rồi chuyện này không xảy ra là không đúng. Thành ra khi mọi người còn ở trong dòng tâm thức, có nghĩa là với như mình bây giờ thì nói sáu mình sẽ cãi tới nơi, họ nói một mình có thể cãi được tại vì mắt tôi thấy khác lỗ tai, đúng không? Nhưng đến một cái lúc chúng ta tu tập, chúng ta thấy rằng không có phải khác biệt giữa con mắt và lỗ tai, mà chúng ta có thể nhận định được hình sắc, nhận định được âm thanh, nhận định được mùi và nhận định được vị, nhận định được sự xúc chạm và đồng thời nhận định được cái pháp đó, thì lúc đó chúng ta ra ngoài thân căn. Một lần chúng ta thoát ra ngoài thân căn thì chuyện này sẽ xảy ra. Như ở đây Đức Phật muốn lý luận để phá vỡ cái chấp trước của mình là từ xưa giờ mình đã quen cái thói quen là thấy có lục căn. Đúng không? Bây giờ mình nói mình không có lục căn ai tin chưa? Và với cái nhìn của thế gian thì chấp nhận có lục căn thì chính cái gì cái chuyện đó mà Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ kế tiếp. Tức là Đức Phật nói là từ vô thủy đến nay do điên đảo chấp trước nên đối với tính viên trạm lặng lẽ trùm khắp lại sinh ra nghĩa một và nghĩa sáu. Khi mà chúng ta thấy có một cái sự sai biệt giữa mắt và tai, tức là chúng ta thấy theo cái gì? Đức Phật nói là sao? Là điên đảo vọng chấp của mình mà ra. Chứ còn thực chất nếu mà chúng ta đứng ở cái vị trí lặng lẽ trùm khắp á, không phải ở trong thân căn để thấy nghe thì mọi việc hoàn toàn khác hẳn. Đây là chỗ mà chúng ta phải để ý. Thật ra khi mà chúng ta xảy ra cái công phu tu tập, chúng ta đã dụng công tu tập ở trong Phật đạo, đến một cái lúc chín mùi, một lần chúng ta phải ra ngoài thân căn ngũ quẩn để thấy rõ nó, thì lúc đó chúng ta mới biết chân lý là gì. Còn ai chưa có một lần thoát ra để nhận định được điều này thì người đó vẫn còn kẹt trong thân căn ngũ quẩn, có nghĩa là sinh tử chưa giải quyết xong.
Cho nên chúng ta học đạo lâu nay, chúng ta tu tập lâu nay, chúng ta có những cái công phu, có những cái sở chứng, sở đắc gì mà mình chưa có một lần ra ngoài thân căn để nhận biết tất cả các pháp trần, thì biết rằng mình chưa xong việc. Chúng ta nên nhớ điều này. Để đây Đức Phật ví dụ tiếp, tức là Đức Phật cũng khẳng định lại một lần nữa là Ngài A Nan đã chứng quả Tu Đà Hoàn thôi, chưa có tới chứng quả sau. Tuy cái chấp đã, cái chấp sáu đã tiêu rồi, tức là Ngài A Nan cũng có một lần nếm được cái hương vị là ra ngoài cái sáu để thấy rồi, nhưng vẫn chưa quên cái một. Thành ra cái chấp sáu đó là khi chúng ta nhận định mình có lục căn rồi, và theo cái nhìn của phàm phu là chúng ta có lục căn. Nhưng mà chúng ta tu tập một giai đoạn để mình có khả năng phá vỡ được cái chấp này, phá vỡ được cái thấy lầm rằng mình có lục căn, là A Nan đã tới cái tầng là đã phá vỡ được cái điều này. Nhưng rồi A Nan vẫn còn chưa quên được cái một. Chưa quên được cái một thì vẫn chưa xong việc của mình. Cho nên ở đây Đức Phật lại ví dụ tiếp, như cái hư không chung hợp với các vật, thì do hình trạng các vật mà có khác nên gọi là hư không có khác. Đức Phật ví dụ rất là thực tế. Ví dụ như bây giờ trong cái khoảng hư không này thì chung quanh chúng ta là có bàn, có bình bông, có đèn, có trái cây, có đủ cái mọi cái. Thì khi chúng ta nhìn ở phía trước mắt chúng ta thấy có hình sắc và có hư không, thì vậy là tự động chúng ta thấy có sự sai khác ở trong hư không này, đúng không? Đây là cái lý luận ban đầu để chúng ta từ từ chúng ta mới hiểu ra được cái lý luận tại sao không phải là một mà không phải là khác. Đây là cái điều mà phải thấy rõ nha. Tức là bây giờ nếu như không có tất cả những hình sắc mình đang thấy ở đây, ví dụ như bây giờ không có một cái gì cản trước mắt mình hết, mình nằm ngửa mặt lên, mình chỉ thấy một cái khoảng hư không mênh mông thôi, thì chúng ta thấy là cái mênh mông của hư không đó có sự sai khác không? Không có, chúng ta những lúc đó là chúng ta nói là hư không hoàn toàn. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn xuống thì có cái này, có cái kia, có cái nọ, thì chúng ta liền có một cái nhận định là có cái vật và có hư không. Ở đây là cái chỗ mà chúng ta thấy buổi chiều nó sẽ đụng tới cái bản kinh Bát Nhã, cũng là từ cái sắc không này. Thì Đức Phật nói là bây giờ nếu mà ông bỏ hết cái hình sắc rồi thì hư không này không phải là đồng, cũng không phải là khác, huống chi gọi là một và chẳng phải một. Thì vậy là sáu căn chúng ta thọ dụng cũng có một cái sự khác biệt đó. Ở đây chúng ta thông cảm với cái lý luận này không? Thứ nhất là Đức Phật lý luận cho chúng ta biết là bây giờ giữa cái hư không mênh mông này, tự động cái bây giờ mình cất nhà, mình xây tường, mình trồng cây, thì mình nhìn thấy cái nhà, thấy cái tường, thấy cây là tự động mình có một cái khái niệm trong đầu liền là có sự sai khác ở giữa cái cõi hư không này, đúng không? Ví dụ là có nghĩa là khi mà chúng ta không có ở, không an trú trong cái viên trạm lặng lẽ trùm khắp, tức là không an trú trong cái bể tánh thanh tịnh của mình, mà chúng ta rớt xuống cái tầng tâm thức, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy có sự sai khác. Và khi nào mà chúng ta nhìn mọi duyên đã có sự sai khác rồi, tức là có căn và có trần, tức là chúng ta đã rớt xuống cái tầng sâu sanh tử rồi. Đây là chỗ mà một cái điểm yếu để chúng ta thấy. Và như vậy nếu ngày nào mắt chúng ta còn thấy có hình sắc khác với lỗ tai nghe âm thanh, thì ngày giờ đó biết rằng chúng ta đang ở tầng sâu của tâm thức chưa phá ra. Nha, chúng ta nên biết điều này. Thật ra ai ở trong cái pháp hội của chúng ta mà có cái kiến giải mà thoát ly sinh tử gì đó, có những cái nhìn thoát ly sinh tử gì đó mà mình đã nhìn từ trước đến giờ, mà mình với cái hiểu biết, cái công phu của mình, mình thấy rằng tứ đại này hay là vốn không ngủ ấm này là vô ngã vân vân. Nhưng mà chúng ta có mỗi lần ra ngoài ngủ ấm chưa? Chưa có cái lần ra ngoài ngũ ấm, chưa có cái lần thoát ngoài lục căn, hoặc là cái thấy chúng ta hiện bây giờ, ngay tại đây và bây giờ chúng ta nhìn bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai, thì biết rằng mình vẫn là còn kẹt trong lục căn chưa ra được. Đây là điều mà mình phải biết về mình, để khi nào mình thoát được hay là không thoát được mình tự biết. Chứ còn nếu mà ở chỗ này chúng ta chưa có thấy vững á, thì mình ra hay chưa mình không rành. Cái gì khi mình cũng hiểu hết đạo lý rồi, nhưng mà chúng ta chưa có một cái sự sai khác, chưa thoát khỏi sự sai khác của lục căn, thì biết rằng mình còn kẹt trong thân căn ngũ quẩn. Và cái này hình như có một cái lần chúng tôi đã kể trong cái
có bài giảng Pháp Bảo Đàng kinh là phải. Có một thầy chúng tôi quen, một huynh đệ ở trong thiền viện, và huynh đệ này là nhập thất trước cái năm 92, là ông thầy này đã nhập thất rồi. Nó năm 93 chúng tôi mới nhập sau, có nghĩa là chúng tôi vào sau vị thầy này 6 tháng. Và vị thầy này thì được Hòa Thượng công nhận là sáng đạo, tức là nhiều lần ở trong khu thiền thất trình kiến giải thoát tục, thoát trần đồ ghê gớm lắm. Và Hòa Thượng đã công nhận. Và huynh đệ ở trong khu thiền thất là khoảng 9 thầy, thì gần như thầy nào cũng xem vị này như là một vị thiền sư ngộ đạo, ăn nói rất là lưu loát. Không hỏi gì ông thầy này trả lời không được hết. Mà chính Hòa Thượng cũng đặt những câu hỏi rất là khó, thầy này vẫn lý luận được hết. Thì cái năm đó là cái năm năm 92 thì tôi xin Hòa Thượng đi Ngao Du. Và chính năm 93 thì được trở lại thường chiếu. Thì sau khi mà chúng tôi được cho nhập thất, bắt đầu từ tháng 3, thì khi chúng tôi vô khu thiền thất á, thì tôi gặp vị thầy này. Tôi có một cái tật là nghe ngộ đạo thì tôi tới tôi muốn học thôi chứ không có gì. Rồi đó có cái máu đó, tức là nghe bất kỳ ai ở cái chân trời góc biển rồi mà nghe đồn ông đó ngộ đạo là tôi sẽ tới bằng bất kỳ giá nào. Thì vị thầy này ở chung khu thiền thất cho nên phải tới gặp liền. Vừa vô khu thiền thất, quải bộ đồ bỏ trong cái thất, xong xuôi ra ngoắt thầy lại nói chuyện. Không có chuyện đầu tiên để làm là chuyện đó. Thì câu đầu tiên tôi hỏi thầy, tôi nói thưa thầy, ở ngoài tôi nghe đồn thầy ngộ đạo, tôi cũng rất là mừng. Hòa Thượng đã xác nhận thầy trước mặt chính huynh đệ rồi, đây là một điều rất là, chúng tôi cũng rất là vui. Nhưng mà xin thầy cho tôi hỏi một câu thôi, một câu duy nhất, không hỏi thầy câu thứ hai. Nếu thầy trả lời được thì tôi xin là quỳ xuống đảnh lễ thầy ba lại và xem như thầy là người ngộ đạo. Tôi có cái tật như vậy, thật ra thầy thông cảm. Thì thầy cũng ngã ngã lưng ra ghế ngồi, có vẻ là cũng giống thiền sư lắm. Để cho tôi tham vấn, tôi hỏi một câu thầy. Tôi nói thầy, ở trong kinh Lăng Nghiêm, tức là đoạn này nè, đoạn này, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là khi một người ngộ đạo rồi lục căn hổ dụng, đúng không? Cái thầy nói à đúng. Thì vậy thầy thử nói cho tôi một câu, lỗ tai của thầy thấy được hình sắc cho tôi nghe đi. Câu một, không nói câu thứ hai. Là gì nói được? Nếu thầy ra khỏi lục căn thầy mới nói được. Còn nếu thầy còn ở trong thân căn ngũ quẩn thì không có câu nói đó. Và đây là câu nói có thể rà khắp thiên hạ ngộ hay chưa? Thì thầy đó trả lời không được. Tôi nói nè, thầy gạt thầy, thầy gạt thiên hạ. Và kể từ ngày hôm nay, tức là còn, tôi nhớ là còn khoảng nửa tháng nữa thầy nó ra thất thôi. Tôi nói nếu thầy thương thầy thì thầy nên thấy rằng thầy chưa sáng đạo. Thì hy vọng nửa tháng còn lại là có khi thầy còn một bước tiến bộ khác. Đương nhiên là thầy có những cái bước chuyển biến tốt rồi, điều đó không ai không công nhận. Nhưng mà nói thầy thực sự ngộ đạo thì chưa, vì thầy không qua được câu nói này. Và tôi biết là tới giờ này thầy trụ trì một cái thiền viện lớn nhưng mà thầy vẫn chưa qua. Như vậy là còn nửa tháng còn lại, với tôi một người chưa sáng mắt đã ở trong thiền thất là phải tu. Cho nên tôi gắn mắt lắm, tôi nói là nè, tôi bắt đầu gom đá tôi để ngay cửa thất của tôi. Thầy phải ginh cái lu vô nhà để thầy tắm luôn. Trừ trường hợp thầy đi cầu mới được, còn ra nhà cầu thôi. Tới hồi mà lắc quen, rang rang thầy được qua xách cái giỏ cơm vô, thầy ăn xong thầy xách ra để ngoài ra, không được bước ra khỏi cửa thất của thầy. Mà tôi gom đá tôi để sẵn ở đó. Thầy mà đi sái cái thời gian đó tôi sẽ chọi đá thầy. Đó là một chuyện hơi vui, nó nói ra đoạn này. Thật ra khi mà chúng ta thấy á, một người dù có tài ba cỡ nào, lý luận hay cỡ nào trong Phật đạo, nhưng những cái điểm yếu này không giải quyết được, tức là người ta không thông được, không có một cái câu nói ngoài lục căn, thì người đó chưa phải là người sáng đạo. Nhưng mà ngoài lục căn không có nghĩa là chúng ta đi ra mất quên thân căn này, vẫn ở đó. Theo cái kiểu nói của thiền sư, nói mà không động lưỡi. Thì khi nào mà mình nói được một câu mà không động lưỡi thì khi đó mới biết rằng mình là cái người sáng đạo. Thì ở đây cũng vậy,
Đức Phật muốn nói điều này để cho chúng ta thấy một cái sự thật là nếu như bây giờ chúng ta không có một cái thấy nhìn thoát ra sáu căn hay là một, chúng ta chưa có một lần thoát ra cái sáu và cái một, thì cái việc Phật đạo của chúng ta, cái việc tu tập chúng ta vẫn còn nguyên đó chưa xong. Chúng ta nên biết như vậy. Và khi người nào đã vượt ra được lục căn một lần để mà nhận biết tất cả pháp trần không thông qua thân căn ngũ uẩn này, thì lúc đó mới được gọi là ngộ đạo. Đây là cái chuẩn của một người được xác định rằng họ ngộ hay là chưa ngộ. Chứ nếu không chúng ta vẫn còn mù mờ đó. Mình tu mình lâu nay mình cũng thấy mình ngon lắm rồi, phải không? Có khi mình ngồi thiền mà nhập định 3 tháng, 7 tháng, 3 năm, 10 năm, 5 năm, 100 năm đi nữa mà không thoát ra câu nói này thì vẫn chưa phải là người sáng đạo. Chúng ta nên biết điều này. Thật ra chúng ta có thể nương trên cái chỗ mà căn bản này của Đức Phật, chúng ta có được quyền đặt câu hỏi với những người mà được gọi là sáng đạo. Nhưng mà đừng đặt cho tôi trả lời không được nữa nha. Bây giờ cái điều kế tiếp là xét về nhân tướng của nhãn căn. Do hai thứ tối và sáng hiển bày lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng mà phát sinh ra cái thấy. Cái thấy ánh hiện ra thành sắc, kết sắc lại thành căn, gốc căn gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó gọi là hình thể của con mắt như trái bồ đào, bốn trần của phù căn dông rủi chạy theo sắc. Bây giờ Đức Phật ví dụ cái căn đầu tiên của mình là con mắt, để Đức Phật thấy cái sự, nói lên cái sự vướng mắc của mình. Tức là bây giờ á, nếu mà có ánh sáng như bây giờ, ví dụ như có đèn nè, có mặt trời, tức là nửa cái phần của quả đất mà nó quay về hướng mặt trời thì gọi là ban ngày, thì lúc đó có ánh sáng để chúng ta có thể thấy được mọi vật. Hoặc là ban đêm có đèn chúng ta mới thấy một mọi vật. Hoặc là hai con mắt chúng ta còn thấy nguyên bình thường thì chúng ta mới thấy được mọi vật. Cho nên ở đây Đức Phật nói là do ánh sáng hiển bày lẫn nhau, tức là cái sáng và cái tối nó lẫn lộn hiển bày lẫn nhau, thành ra nó tạo ra một cái tính diệu viên làm tính dính và yên lặng mà phát sinh ra cái thấy. Bây giờ có một cái công phu của thiền mà tôi nghĩ là ở đây cũng rất là nhiều người tu. Mắt chúng ta thấy sắc, phải không? Hiện cái tướng là cái tính thấy yên lặng. Bây giờ chúng ta nhìn hết tất cả hình sắc trước mắt này thì sao? Chúng ta chưa có động, phải không? Lúc đó chúng ta chưa có động gì hết, cái đầu chưa có động, chưa có suy nghĩ, chưa có phân biệt là hình sắc này là màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu tím gì hết. Hoặc là thậm chí chúng ta đang thấy tất cả hình sắc trước mắt mà chúng ta chưa khởi niệm, thì lúc đó có phải là thấy của tánh chưa? Chúng ta từ lâu nay chúng ta xác định điều này đi. Thấy là tánh chưa? Nếu chúng ta lầm lẫn chỗ này thì chắc chắn chúng ta không tiến bộ trong công phu nữa rồi. Dừng lại ngay tại đây và có một cái tông thiền không qua khỏi chỗ này. Không thể bây giờ nhìn tất cả các cảnh mà chúng ta không khởi niệm, quá tuyệt vời rồi. Ở đây có mấy người làm được? Bây giờ chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy hết tất cả hình sắc rồi, chúng ta không khởi niệm được không? Được, nếu chúng ta gán kiềm giữ. Nhưng mà không phải, nếu nói mà mắt chúng ta thấy hình sắc mà đó là tánh thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nói là nó đã dính đi, tức là do cái tối sáng lẫn lộn nhau rồi, thì cái tính diệu viên của mình làm dính cái tính yên lặng và mà sát sinh ra cái thấy. Tức là cái thấy ban đầu thông cái tính viên mãn diệu minh của mình, nó vốn là thanh tịnh rồi, nhưng mà nó lại dính với con mắt. Dính với con mắt cho nên nó mới sanh ra cái thấy. Chúng ta ví dụ như vậy. Ví dụ như ở hư không chúng ta là có điện sẵn. Nếu mà hư không không có điện thì nhà máy có làm kiểu nào nó cũng không thành điện đâu. Nhưng mà các nhà khoa học nó nghiên cứu, nếu mà làm như vậy, chế biến loại máy nó vận hành như vậy thì nó sẽ tạo thành một nguồn điện, và họ khống chế được nguồn điện, nó sẽ đi theo ý của mình. Thì từ hư không mênh mông đã có một cái nguồn điện lớn, phải không? Thì do sự nghiên cứu của khoa học họ chế biến ra, họ bắt đầu họ tạo được một cái nguồn điện theo ý của mình. Từ điện cao thế bắt đầu họ hạ thành điện trung thế.
Thì giống như từ cái tính diệu minh kia nó mới sanh ra cái duyên trần để chúng ta thọ thân làm người, đúng không? Và từ điện trung thế bắt đầu mới câu vô nhà của mình. Câu nhà của mình đó là bắt đầu bây giờ chúng ta mở đèn ra, đèn cháy. Thì chúng ta chỉ biết ngang cái chuyện đèn cháy thôi, chúng ta không biết ở bên sau cái đèn cháy nó là cái gì. Điện thì nó không có thành ánh sáng, đúng không? Điện không phải là ánh sáng, nhưng mà nó làm cho cái đèn cháy. Thì đây là vấn đề. Thì vậy là khi mà con mắt chúng ta nó dính lại được với cái diệu minh kia đó, cái diệu minh kia nó dính lại với cái sự yên lặng của con mắt của mình, thì nó làm cho chúng ta phát sinh cái thấy. Ha, nó liên kết, tức là cái thần căn chúng ta được liên kết với cái diệu minh chân tâm của chính mình. Và nếu như mình có cái diệu minh chân tâm rồi mà không có con mắt thì cũng không sáng được. Giống như bây giờ có điện câu hết cái nhà này rồi, nhưng mà không có bóng đèn thì không thành ánh sáng. Như vậy là cái diệu minh chân tâm đó nó liên kết với con mắt của mình để nó tạo thành cái mà được gọi là thấy. Và cái thấy đó đó, nó xem, nó thấy được tất cả những hình sắc này. Thì ở đây Đức Phật nói là cái thấy ánh hiện ra thành sắc, kết lại thành căn. Tức là do cái thấy từ cái diệu minh chân tâm kết hợp lại với cái thân của mình, và lúc đó là chúng ta thấy thì nó liền có hình sắc. Thấy thì nó liền có hư không, đúng không? Thì những cái mà đối diện trước mắt chúng ta do sự kết nối của cái diệu minh làm tính dính, và kết nối được cái sự yên lặng đó, nó tạo thành cái căn mắt của mình, tạo thành cái thấy. Và cái thấy đó thì hiện ra nó thấy hình sắc, và nó thành cái căn, nhãn căn của chúng ta. Nó gọi là nhãn căn. Thì cái gốc căn này, nếu mà nó không có cái gì hết, không có khởi niệm gì hết, thì nó trở thành một cái loại tứ đại thanh tịnh. Thì nhân đó cái hình thể con mắt Đức Phật dùng từ là dùng cái giống như cái trái bồ đào của chúng ta. Do cái phù trần, tức là cái căn mà chúng ta có thể nhìn thấy được, cái thô phù bên ngoài, mà chúng ta rong ruổi chạy theo hình sắc. Tức là chúng ta chạy theo cái đẹp, chạy theo cái xấu, chạy theo cái không phải đẹp và không phải xấu. Thì những cái phù trần ở bên ngoài, những cái ảnh hiện bên ngoài làm thành đẹp, thành xấu, thành tốt, thành không tốt, vân vân, tất cả mọi cái đó mà chúng ta cứ rong ruổi suốt đời của mình không dừng được. Thì cái đó là Đức Phật muốn lý luận cho chúng ta thấy rằng cái căn sắc, cái căn mắt của mình á, ở đâu mà nó dính. À, thì chúng ta thấy từ cái gốc kia rồi, từ cái gốc mà cái diệu minh thanh tịnh nhiệm màu sáng suốt trùm khắp pháp giới rồi. Và do cái nghiệp tập để chúng ta có thân, và khi chúng ta có thân rồi thì cái đó nó dính, nó kết dính với cái thân, chúng ta mới tạo ra được cái thấy. Như vậy là cái thấy là cái được sinh sửa theo này. Giống như bây giờ mình mua một cái đèn, mình mua một cái chén, mình mua một cái ly, thì mình cho rằng cái đèn nó đẹp, cái chén đũa nó đẹp, cái vật dụng mình nó đẹp, hoặc là cái áo chúng ta đang mặc mình cho nó đẹp, và chúng ta chỉ biết là cái áo mình đẹp thôi. Thì giống như bây giờ mình nhìn thấy biết hình sắc đẹp thôi. Nhưng mà bây giờ cái đẹp của cái áo là do thợ may nữa, đúng không? Rồi thợ may là phải do mấy người dệt vải nữa, người dệt vải phải nuôi tầm, ví dụ vậy. Thì chúng ta mới thấy ngược là cái gốc của cái người bắt đầu tạo ra được cái vật mà chúng ta xài. Như mình bây giờ mình nhìn thấy hình sắc, mình không thấy được cái gốc, cái gì tạo ra được cái thấy. Thì ở đây Đức Phật lý luận là chúng ta thấy rằng từ cái nguồn gốc nào mà mình mới có cái thấy ở mắt, trong cái lý luận của thân căn này, để chúng ta thấy rằng Đức Phật chỉ cái chỗ sinh ra cái thấy, cái chỗ sinh ra cái nghe, để rồi Đức Phật phá hết cái thấy nghe này, để chúng ta mới thấy rằng căn trần nó có một cái gì ở bên sau nó, chứ không đơn giản như mắt chúng ta thấy, sắc tai chúng ta nghe tiếng nữa. Đức Phật nói tiếp, xét về cái nhân tướng của nhĩ căn, do hai tướng động và tịnh đối chọi lẫn nhau, nơi tính diệu minh làm cái tính dính yên lặng mà phát ra cái nghe. Cái nghe ánh hiện ra cái ra thành tiếng, rồi cuốn cái tiếng lại làm thành căn. Gốc của căn gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi là hình thể của lỗ tai giống như cái lá sen non, và bốn trần phù căn dông rủi chạy theo tiếng. Thì cũng giống như lý luận hồi nãy, tức là ở đây Đức Phật nói là do cái động và cái tịnh. Ví dụ như không có âm thanh thì chúng ta xem như là tịnh, đúng không? Có âm thanh thì xem như là động. Thì Đức Phật ví dụ ngắn gọn là do cái động và cái tịnh á, nó đối chọi với nhau. Tức là từ cái hai âm thanh khác biệt
Một cái có âm thanh và cái không âm thanh, nó tạo thành sự khác biệt đối chọi với nhau. Và ở nơi tính diệu minh nó có một cái dính và sự yên lặng phát ra cái nghe đó. Từ nơi tính diệu minh kết hợp với cái dính mắc ở nơi thân căn của mình và tạo nghe cái tính nghe. Thì cái tính nghe đó nó ánh hiện ra bên ngoài để nó nhận biết cái tiếng ở bên ngoài. Nhận biết tiếng mà, và tiếng đó nó lôi cuốn làm thành thân căn, cái căn nhĩ của mình. Như vậy là gốc đó là tứ đại thanh tịnh. Tứ đại này cũng thanh tịnh chứ không phải là ô trượt. Nhưng mà do gọi là hình thể của lỗ tai, tức là tạo tứ đại thanh tịnh rồi tạo thành hình thể lỗ tai, chúng ta giống như lá sen non nó cuốn cuốn như vậy. Thì nó phải chạy theo, do mà chúng ta chấp trước nơi lỗ tai, chúng ta có một cái nghe riêng khác ở nơi thân căn mình rồi, thì bắt đầu mình chạy theo cái âm thanh phụ trần ở bên ngoài. Cái thứ ba, Đức Phật xét về nhân tướng của tỷ căn. Do hai tướng thông và bích phát hiện lẫn nhau, nơi tính diệu minh làm tính dính yên lặng mà phát ra cái ngửi. Tính ngửi ánh hiện ra thành hương, thu nạp các hương thành căn. Gốc của căn gọi là bốn đại thanh tịnh, nhân đó gọi là hình thể của lỗ mũi, như hai cái móng tay duỗi xuống. Bốn trần của phù căn dông ruổi chạy theo hương. Tức là tới phần lỗ mũi của mình thì Đức Phật cũng nói giống như vậy, tức là nơi cái tính diệu minh kia nó dính với cái sự yên lặng. Và khi nó dính với sự yên lặng của cái lỗ mũi mình rồi á, thì nó tạo thành cái ngửi. Và tính ngửi nó tạo thành cái mùi hương. Tức là khi mà cái tính diệu minh nó kết hợp với cái lỗ mũi chúng ta rồi, thì tự động chúng ta sẽ nhận biết được cái mùi đó, mùi thơm, mùi thúi, mùi hôi, mùi gì đó chúng ta sẽ nhận biết ra được. Và khi mà chúng ta đã nhận biết ra được thì chúng ta chấp trước đó cho là căn rồi, cho nên nó thu nạp tất cả các hương đó thành căn. Tức là chúng ta nhận biết mùi thì chúng ta liền biết cái gì? Là tỷ căn chúng ta đang hoạt động, tức là lỗ mũi đang hoạt động. Nhưng mà gốc của tỷ căn Đức Phật nói là cũng là tứ đại thanh tịnh, và nó giống như hai cái móng tay mà cắm xuống vậy đó. Hai cái hình thể của lỗ mũi chúng ta giống như hai cái móng tay mà để xuống. Và chúng ta luôn dông rủi theo cái hương này. Bây giờ đối diện với cái mùi thì chúng ta phải nhận định là mùi thơm hoặc là mùi hôi, mùi tanh, mùi thúi, mùi nồng, mùi gì đó đủ hết, phải không? Thì vậy là cái nhận định mà nó tạo ra thành cái mùi đó đó thì cũng xuất phát từ cái nơi diệu minh kia. Thành ra nếu mà cái diệu minh đó đó mà nó không dính với cái thân chúng ta, mà đầu Đức Phật dùng từ là do cái thông và cái bích. Ví dụ như bây giờ mình bị nghẹt mũi là chắc chắn mình không nhận ra mùi, phải không? Lỗ mũi mình thông mình mới nhận ra mùi. Những người mà có bệnh viêm mũi đến mức độ nặng thì cũng không có nhận biết mùi bên ngoài. Có đưa mùi thúi ngay mũi họ tỉnh queo à. Tại vì họ đã bị bích. Tức là Đức Phật nói là do cái thông và cái bích. Và nếu mà lỗ mũi chúng ta thông thì chúng ta mới nhận biết được cái mùi, và thông qua cái diệu minh thanh tịnh kết dính với cái thanh tịnh của mình. Còn khi nó đã cuốn thành căn rồi thì chúng ta bị vướng mắc ở trong đó mà không ra được. Xét về thân nhân tướng của thiệt căn, do vị lạc và có vị hai thứ xen lẫn nhau, nơi tính diệu minh làm thành dính, làm dính tính yên lặng mà phát sinh cái nếm. Cái biết nếm vị ánh ra thành vị, kết vị làm thành căn. Gốc của căn gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của cái lưỡi như mặt trăng lưỡi liềm. Bốn trần của phù căn dông rủi chạy theo vị. Thì Đức Phật nói là do cái lưỡi chúng ta bình thường á là nó lạc. Nó lạc nó không có cái gì hết, nó không có mặn, nó không phải là chua, nó không phải là ngọt. Và sở dĩ chúng ta muốn nhận biết được cái chua ngọt là do cái lưỡi của mình và có cái vị sai khác đó. Nếu như mà suốt đời chúng ta đưa vô miệng chỉ là một vị một thôi thì chúng ta không thấy sự sai khác này, đúng không? Cứ là lạc lạc giống như nước, nhưng mà thật sự nước khi đưa vào lưỡi chúng ta cũng nhận được cái vị của nó, chứ không phải là nước không có vị. Và hai cái vị gọi là vô vị ở trong lưỡi của mình là cái lưỡi mình vốn nó không có cái vị nào, và đối với cái có vị là ngọt hay là mặn hay là chua chát gì đó, thì như là hai thứ này nó xen lẫn nhau ở nơi cái tính diệu viên minh làm tính dính yên lặng mà sanh ra cái nếm vị. Tức là khi chúng ta nếm được cái này cái kia để chúng ta nhận định là ngon là dở, là ngọt là chua là bùi gì đó, thì nó tạo thành vị, và cái đó nó cuốn, nó ánh ra tạo thành cái vị, rồi đồng thời nó lại cuốn quấn với nhau để tạo thành cái căn gọi là
thiệt căn, gọi là thiệt căn là cái lưỡi của mình. Và cái lưỡi của mình nó hình thể Đức Phật diễn tả giống như cái lưỡi trăng lưỡi liềm, tức là nửa mặt trăng nhỏ. Và do có cái lưỡi rồi cho nên chúng ta buộc phải dong ruổi theo các cái vị ngọt rồi chua rồi mặn rồi đắng cay vân vân, tức là chúng ta chạy dong ruổi theo các vị đó để làm cho chúng ta bị điên đảo. Và cái kế tiếp Đức Phật xét về thân tướng của thân căn, nhân tướng của thân căn, do hai tướng ly và hợp cọ sát lẫn nhau nên tính diệu minh làm cái dính cái tính yên lặng, phát ra cái biết xúc, và cái biết xúc đó ánh ra thành xúc, nắm cái xúc thành căn, gốc của căn gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của thân như dáng cái trống cơm, bốn trần của phù căn dông ruổi chạy theo xúc. Đức Phật nói là do mình xúc chạm, tức là do cái ly và cái hộp. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi một mình, ngồi một mình là chúng ta có hộp không? Ngồi cái mông chúng ta đang đụng cái ghế, cái lưng chúng ta đang dựa vào thành ghế thì vậy là chúng ta đang hộp. Còn nếu chúng ta rời cái ghế ra là chúng ta ly. Tức là Đức Phật cũng nói là cái thân chúng ta chạm tới một cái gì đó gọi là hộp, nhưng mà rời cái sự xúc chạm của thân gọi là ly. Chúng ta nắm tay một người, chúng ta dựa vào cái cột, chúng ta dựa vào cái ghế, hoặc là chân chúng ta chạm tới mặt đất thì lúc đó là đang hộp. Nếu mà bây giờ mình không có hộp gì hết, thật sự thì chúng ta cũng không làm được điều đó, tại vì mình không có thể ở giữa hư không, đúng không? Chân chúng ta dù mình không có đụng tới ai, mình cũng vẫn đứng trên mặt đất. Mình ngồi là cái mông mình dính ghế, cái lưng mình dựa cho ghế, ví dụ vậy. Thì vậy là không có lúc nào mà chúng ta không hợp với một cái duyên ở bên ngoài. Thế cho nên là có cái ly và cái hợp đó thì chúng ta có một cái sự nhận biết về cái xúc chạm của mình. Ví dụ giờ mình đang đứng đây mà không có dựa đâu hết, nhưng mà nóng quá thì chúng ta nhận được cái xúc chạm với cái không khí nóng, hoặc là lạnh quá thì lúc đó chúng ta cũng hợp. Thành ra cái thân căn chúng ta thật sự thì nó không có lìa cái bên ngoài, lúc nào nó cũng hòa hợp với tất cả mọi điều, mọi thứ hết. Cái sự xúc chạm đó nó được dựa vào cái gì? Cái diệu minh kia, rồi nó kết dính để tạo thành cái xúc của nơi thân chúng ta. Và lúc đó nơi thân chúng ta biết có cái sự xúc chạm, thì cái sự xúc chạm đó nó ánh ra cái nhận biết của chính bản thân mình. Ví dụ như bây giờ mình ngồi cái mồ hôi nó chảy ra, cái mình nghe cái cảm giác gì? Cảm giác nực. Nực đó cũng là một cái xúc chạm khó chịu ở nơi thân của mình. Hoặc là rồi cái dừa nóng nực đó, cái có gió thổi ngang cái mình nghe mình mát, thì đó cũng là một sự xúc chạm. Thật ra cái sự xúc chạm chúng ta nó, tất cả một cái gì mà nó liên quan, nó chạm tới cái thân chúng ta thì đó gọi là cái xúc, tức là cái chung đụng cái xúc đó đó. Và cái thân của mình, thứ nhất là Đức Phật nói là cái thân của mình cũng là tứ đại thanh tịnh nữa. Và Đức Phật diễn tả cái thân mình nó giống như cái trống cơm, giống như cái trống cơm. Ở hai đầu nó nhỏ rồi nó bầu bầu, giống như cái trống cơm vậy. Và khi chúng ta đã thấy mình có thân rồi, thì sao? Thì chúng ta sẽ không dông rủi theo là cái trơn, cái nhám, cái nóng, cái lạnh, cái dễ chịu, cái khó chịu theo cái phù trần ở bên ngoài, mà chúng ta dông rủi thì tạo thành cái xúc của thân của mình. Và một cái thứ sáu nữa trên lục căn là nói về nhân tướng của ý căn, do hai tướng sinh và diệt tiếp nối nhau, nơi tính diệu minh làm dính tính yên lặng, phát ra cái biết. Cái biết ánh ra thành pháp, tóm thu các pháp thành căn, gốc của căn gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi là ý như cái thấy ở trong nhà tối. Bốn trần của phù căn dông rủi chạy theo pháp. Bây giờ chúng ta bắt đầu thấy lại nè nha. Từ xưa nay á, là mình suy nghĩ, nếu mà những người chưa có học sâu về thiền, hay nói khác hơn là người đời bình thường chưa có hiểu về Phật pháp gì, thì mình nghĩ, mình thấy rằng chỉ có cái một mình nghĩ thôi, đúng không? Bây giờ cái ý mình có khởi một ý niệm nào đó, ví dụ mình ngồi đây mình có thể nhớ lại ngày hôm qua mình đi ra ngoài đường mình gặp cái nhà đó đẹp quá, thì những hình sắc bắt đầu nó gợi ra, chúng ta tưởng tượng, chúng ta thấy được cái nhà của mình. Thì lúc đó là mình ra, mình cho là mình nghĩ. Rồi cái mình nhớ lại, mình chạy qua cái cầu đó đẹp, mình nhớ lại mình gặp người đó nói một câu hay, gặp người kia nói câu dở vân vân, thì tất cả những cái đó nó hiện ra nơi đầu chúng ta. Thì những cái đó trong duy thức học nó gọi là cái gì? Gọi là tịnh sắc căn.
Tức là cái căn không phải là phù ở bên ngoài mà mình thấy như nãy giờ nữa, mà những cái hình nó còn động lại. Có chỗ khác nó gọi là lạc tạ ảnh tử. Tức là khi mình thấy thấy cái chuyện nó qua thôi, mình không để ý đâu. Nhưng bây giờ về cái tự nhiên cái hình đó nó gợn lại. Nếu mà nằm không một mình ngồi yên một mình, cái mình nhớ lại rồi nãy mình đi mình thấy cái bông đó nó đẹp, rồi thấy cái nhà đó nó xấu, rồi thấy cái người đó coi khó coi, ví dụ vậy. Tất cả những cái đó nó hiện lại trong đầu của chúng ta. Thì một chỗ khác gọi là tịnh sắc căn, hoặc là một chỗ nó gọi là lạc tạ ảnh tử. Có nghĩa là những cái mà chúng ta giống như cái máy chụp hình vậy đó, chúng ta bấm liên tục như vậy thì hình nó hiện liên tục trong phim, trong máy của mình rồi. Nhưng mà về mở máy ra thì tự nó hiện. Nhưng mà mình thì không có cần phải đợi mở máy nó hiện liên tục thôi. Tất cả những cái gì mình thấy, tất cả những cái gì mình nghe từ sáng đến sớm cho tới chiều tối là nó đã dính hết. Thành ra không có cái gì qua tay, qua mắt mà mất cả. Chúng ta nên nhớ điều này. Cho nên á, ở trong duy thức học thì khi mà chúng ta thấy được một hình sắc, ví dụ như bây giờ mình thấy cái bông, thì liền ở trong a lại gia thức chúng ta phát khởi, thì được cái mạt na thức nó lấy ra, nó so sánh liền là cái bông này. Hồi xưa là cái ông kia ông nói là cái bông ly, ví dụ vậy. Thì vậy là khi mà mình từ cái a lại gia thức nó trỗi dậy, rồi cái mạt na thức nó đưa ra ngoài để nó khẳng định cái tên tuổi của bông này là bông ly. Vậy vậy là cái khẳng định tên tuổi của bông này là bông ly rồi, thì nó lại tiếp tục làm điều gì? Nó đưa ngược lại cái chủng tử này vào tàng thức, để tạo thành, từ cái chủng tử bắt đầu nó khởi thành cái hiện hạnh ngay tại chỗ đó. Ví dụ như mình thấy mặt người đó, hồi xưa là đã có nói chuyện với nhau rồi, bây giờ vừa nhìn mặt người đó là họ biết người này tên Nguyễn thì ỏi hay Nguyễn Văn Bích liền. Mình nhớ lại liền là hồi đó mình gặp ở đâu, hai người gặp nhau uống nước nói chuyện như thế nào đó, vân vân. Tất cả những cái đó bắt đầu nó gợi lên. Và khi nó gợi lên, tức là gợi ngay cái lúc nó gợi, gọi là hiện hạnh. Và cái hiện hạnh đó nó tiếp tục quân thành chủng tử mới. Và như vậy là chúng ta mở mắt ra là có một chủng tử. Chúng ta nghe âm thanh là có một chủng tử. Nếm một mùi vị, xúc chạm vân vân đều là có một chủng tử hết. À, khi mà lục căn chúng ta chưa giải thoát thì tiếp xúc lục trần dù muốn dù không vẫn quân thành chủng tử nghiệp thức mới. Đây là chỗ dễ sợ nhất của cái việc tu tập. Rồi ở đây Đức Phật nói là do cái sinh và cái diệt nó đang hiện khởi trong tâm của mình, và nó dính với cái viên trạm đó mới sanh ra cái sự yên lặng, phát ra cái biết. Đây là chúng ta mới thấy cái điều mà dễ sợ nhất nè. Có những người bây giờ thấy hết ở bên ngoài không khởi niệm rồi, và thậm chí cho thấy nơi tâm chúng ta cũng không có niệm luôn. Chúng ta đang biết cái tâm mình không có niệm, thì vậy là chúng ta biết đạo lý chưa? Đây là chỗ, đây là vấn đề. Cho nên bây giờ mình đang trụ cái chỗ gọi là định của thiền, có nghĩa là mình công phu tu tập lâu nay rồi, mình đạt tới cái mức độ định rồi. Phải không? Giờ mình ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm gì đó mà không hề khởi một ý niệm nào, thì chỗ đó là chỗ gì? Chỗ diệt mất của những ý niệm thôi. Nhưng mà ở chỗ, ở đây Đức Phật nói là do cái sinh và cái diệt tiếp nối lẫn nhau mà dính với cái diệu minh, rồi dính với cái sự yên lặng mới phát ra cái biết. Thì cái đang biết khởi niệm và đang biết không niệm. Không niệm tức là chúng ta đang định. Bây giờ mình ngồi thiền mình đạt đến một cảnh giới định gì đó, mình hoàn toàn mình định, mình yên lặng hoàn toàn nhiều năm như vậy, thì chỗ đó có phải là chỗ đạo lý chưa? Ở đây nếu chúng ta học Kinh Kim Cang thì đó là cái gì? Là một chúng sanh không hình sắc hiện ra, chứ chưa phải là định. Một chúng sanh mới được sanh ra do công phu tu hành của mình, do mình ép nó để nó đừng có khởi, để còn nguyên cái không đó, rồi mới chỉ là chúng sanh không hình sắc trong chính loài chúng sanh mà Đức Phật nói thôi. Thật ra chúng tôi từ trước giờ nói rất là mít lòng với một số người tu thiền. Tôi nói là người nào mà mê cái định thì người đó không có đủ căn cơ ngộ thiền tông. Nên cho nên là mà ngồi thiền thì ai cũng muốn định hết, đây là một cái khổ. Nói này thì nó mít lòng rất là nhiều người. Người ta nói bây giờ tu mà để khởi niệm hoài thì cũng không đúng. Không, mình không phải là mình suối người ta khởi niệm, cũng không phải là muốn cho được định khi chúng ta tu thiền. Mà cái lúc cái người tu thiền đạt tới một đỉnh điểm cao, họ ra ngoài cái định và cái loạn này.
để họ nhận được cái thương tại định mà không dính dấp gì cái động và cái loạn cả, cái tịnh cả. Tức là không dính ở hai đầu sinh và diệt tiếp nối giống như bây giờ. Thì bây giờ nếu mà chúng ta ngồi đây, chúng ta thật sự nhắm mắt lại lắng tâm thì chúng ta thấy rằng trong đầu mình yên không? Có ai ngồi đây nhắm mắt lại là thấy trong đầu hoàn toàn không có ý niệm nào không? Không có, không có. Vậy là chúng ta chưa phá được những cái này. Bây giờ chúng ta có giỏi mà tu tập tốt á, thì mình nhắm mắt lại là hiện tại bây giờ mình thấy rất là nhiều cái ý niệm xảy ra nơi tâm. Và liên tục cái sinh rồi nó diệt đi, sinh ra, diệt đi, sinh ra, diệt đi, sinh ra, diệt đi liên tục nơi tâm của chúng ta. Cái điều này không bao giờ dứt được. Chỉ trừ những người chứng thánh muốn khởi, khởi, muốn diệt thì diệt, lúc đó là chúng ta nói sao. Nhưng mà như mình bây giờ ngồi tại đây thì khó có ai mà muốn giữ được một sự thanh tịnh. Nhưng mà giữ được sự thanh tịnh cũng là cái khoảng diệt đi của tâm thức. Nó cũng chỉ là gì? Là chúng sanh không hình sắc. Nhưng mà vì cái này, vì cái sinh và cái diệt tiếp nối này mà khiến cho chúng ta sanh ra một cái biết. Thành ra khi mà chúng ta ngồi để chúng ta biết vọng niệm thì sao? Thì vẫn còn là cái người đang ngồi và vọng niệm đang được chúng ta biết, vẫn còn đó, chưa thoát ra cái gì cả. Thành ra nói rồi, chúng ta tu để chúng ta biết vọng. Nếu mà chúng ta biết vọng một cách đơn thuần để chúng ta theo hoặc là không theo thì thực sự là vẫn còn rất xa ở bề ngoài của tâm thức. Chúng ta phải có một cái gì nữa ngay cái chỗ biết vọng này thì chúng ta mới phá vỡ được vọng. Và vọng tức là đầu mối của sinh tử, cho nên phá được một vọng tức là chúng ta phá được sinh tử liền, phá được, phá vỡ sinh tử liền. Thật ra cái pháp tu biết vọng nó cũng cận kề cái việc giải quyết sinh tử, nhưng mà chúng ta có biết tới hay là không tới, đúng hay là sai chỗ này để chúng ta ra mà thôi. Ở chỗ mà Đức Phật nói khi mà cái tính diệu minh kia nó kết dính với cái thân của chúng ta, với cái thức, cái ý căn của mình, dính với cái ý căn của mình tạo thành cái biết. Ở chỗ này nếu mà chúng ta không khéo là chúng ta dụng công sẽ bị lúng túng. Thực sự rất là nhiều người tu bị lúng túng ở cái đoạn này, ra không được. Rồi ý căn mình có khởi hay là không phải, ý căn chúng ta thì không phải là cái khởi niệm mà là cái biết khởi niệm. Đây là dễ sợ. Thành ra có một cái biết nào mới gọi là biết thật, biết nào gọi là biết giả. Đây là cái công án, đây là công án. Chúng ta tu lâu nay rồi, bây giờ mình ngồi lại mình thấy mình khởi niệm hoặc là mình không khởi niệm, mình định hoặc là không định thì mình cũng vẫn đang biết đó, đúng không? Và mình có gọi là, được gọi là chánh niệm tỉnh giác hằng hà. Tức là hằng chánh niệm tỉnh giác là từng phút, từng giây chúng ta đang rõ biết từng vọng niệm một, không lầm lẫn. Chỗ đó gọi là chánh niệm chưa? Nên rất là nhiều người định nghĩa câu chánh niệm tỉnh giác sai lầm. Chúng tôi dùng cái từ như vậy là hơi mít lòng, nhưng mà nhiều người làm sai chỗ này. Tức là lệch đi cái ý chỉ thực sự chánh niệm của Đức Phật dạy. Đi đứng nằm ngồi rồi mình luôn luôn thấy được cái động khởi của thân, động khởi của tâm, nhất cử nhất động chúng ta đều rõ biết như vậy, chúng ta cho rằng mình chánh niệm chánh giác à? Chưa. Tỉnh thì có, nhưng mà giác thì thật sự chưa. Chứ không được đạt đến cái chánh niệm đâu. Thực sự một người đạt cái chánh niệm là không bao giờ cái thấy đó thay đổi được một lần trong đời của họ nữa. Kể từ lúc họ nhận được cái đó rồi thì cả đời cái đó luôn tỏa sáng như thế, không có cái niệm nào có thể làm khuấy nhiễu nó được, thì cái đó mới gọi là chánh. Cái chánh thì không bao giờ bị đánh đổ. Còn ví dụ mình dụng công kỹ, mình tu kỹ thì lần tiếng đồng hồ mình được rõ biết vọng niệm, nhưng mà rồi qua cái lúc mình xả thiền cái mình không biết, khởi niệm mình không biết, thì gọi là lúc đó mình không chánh niệm chánh giác. Còn lúc mình ngồi mình tu gọi là chánh niệm chánh giác. Cái chánh niệm chánh giác do công phu như thế thì không phải là gọi là chánh. Cái chánh thì không ai phá vỡ được. Và khi chúng ta nhận được cái biết đó rồi thì muôn đời nó hiện hữu như thế, thì lúc đó mới được gọi là chánh niệm chánh giác. Cho nên tất cả những cái câu mà định nghĩa và chánh niệm chánh giác từ trước giờ chúng ta cần phải xét lại, phải xem lại. Đó chỉ là một cái sự nhận định của gì? Của căn. Cái thân, cái ý căn của chúng ta mà thôi. Cái ý căn luôn luôn thanh tịnh, đây là điều đặc biệt. Chúng ta phải thấy là điều này. Và ý căn luôn luôn rõ biết từ nơi căn, từ nơi căn ý của mình. Rồi ra mình buồn, ý căn nó cũng biết.
mình giận ý căn cũng biết, mình nhớ ai ý căn nó cũng biết, mình thương ai ý căn cũng biết. Thì chỗ này chúng ta mới thấy là cái gì? Mình suy nghĩ cũng được ý căn nó biết, chứ không phải là tánh biết. Chúng ta thấy chỗ này, ý căn nó đã khi mà nó dính với cái diệu minh rồi là quyện với cái thân, cái ý của chúng ta để nó tạo thành một cái biết rồi, thì cái biết này nó luôn có mặt nơi thân và tâm của mình. Nè, với chúng ta để ý đi vô này. Chúng ta đi sâu vào công phu thì chỗ này phải minh định cho ra. Chứ nó không mình lầm lắm, trời ơi, cái thấy mà thanh tịnh quá mà từ trước giờ cái mình có cái biết hàng hữu ấy nè, lúc nào mà không biết. Đương nhiên là có thân là sẽ có cái biết đó. Nhưng mà chỗ này nó trở thành một cái công án thật, cái biết hiện đang có nơi thân chúng ta có phải là tánh chưa? Chỗ này không lý giải, chỗ này để dành. Khi nào mà chúng ta nhận ra được cái biết một cách rõ ràng nơi thân này nó đúng như thật của nó, thì lúc đó chúng ta mới được gọi là ngộ đạo. Còn không chúng ta ra không có được. Chúng ta phải có một cái câu thoát ngoài ý căn này. Nếu mà chúng ta không có ngôn ngữ thoát ngoài ý căn này thì không có cách nào chúng ta tới được đạo lý đúng như Đức Phật chỉ dạy. Thật ra nơi thân chúng ta rõ ràng, nơi tâm chúng ta rõ ràng là không có lúc nào mà nó chỉ là một tôi nghĩ tức là tôi được hết. Tôi nghĩ là, mình nghĩ là nghĩ cái là nhớ là chuyện quá khứ tức là những cái gì? Những cái hình bóng gọi là lạc tạ ảnh tử, hoặc là những cái ý niệm vừa qua nó thuộc về ký ức, thuộc về tâm thức, về kiến thức. Chứ những cái suy nghĩ chúng ta hoàn toàn không phải là ta. Những khi nghĩ không phải là mình. Mình là người đang biết suy nghĩ đó. Mình là người đang biết suy nghĩ đó. Bây giờ mà nhưng mà mình ở cái tầng này, tức là nơi thân căn này mình đang biết vọng niệm của chính mình, chỗ đó chưa được gọi là tánh. Cái gì thấy đây là một cái chỗ mà chúng điểm yếu của những người tu tập. Nếu mà tu thiền muốn ngộ tánh thực sự thì phải lấy cái chỗ này làm cái gút để chúng ta phá. Còn nếu không chúng ta không ra khỏi thân căn ngũ uẩn đâu. Bây giờ cho rằng cái biết yên lặng để rõ biết tất cả những cái khởi niệm nơi đầu của mình đó là tánh, thì xin thưa chúng ta bị lầm, nhận định lầm này mà chúng ta không thể tu thiền tông được. Chúng ta có thể ép mình không khởi vọng niệm, thì ép không khởi vọng niệm thì cái tâm chúng ta hiện ra lộ một chúng sanh không hình sắc, giống như Kinh Kim Cang nói cũng chưa tới đâu. Rồi bây giờ nhận cái đang biết của mình là tánh thì cũng là ý căn mà thôi. Ở chỗ Kinh Lăng Nghiêm chỗ này chúng tôi thấy rất là đặc biệt. Ra những người tu chúng ta lưu tâm tới chỗ này dùm. Nếu chúng ta không lưu tâm chỗ này thì mình nhận cái thường biết của thân là tánh thì chưa phải. Cho nên chúng ta không bao giờ ngộ đạo. Những người đã từng nhận ra mình đang có cái biết, phải không? Nhưng mà bây giờ mình cũng còn nguyên đó thì mình đâu có ra được gì đâu. Thì như vậy là không phải. Không phải. Tí đến đoạn kết chúng ta mới phá cái này. Bây giờ chúng ta đọc tiếp cái phần kế nha. Ý căn hư vọng không thật thể để phát minh chân tính viên thoát. Phát minh cái dính vọng không thật thể. A nan, sáu căn như vậy do tính giác minh kia minh lại cái minh giác, mất cái tính sáng suốt, làm dính khằng với cái vọng mà phát sinh ra cái biết. Vậy nên nay ông rời tối, rời sáng, rời không, rời cái thể thấy, rời động, rời tịnh, không có cái nghe, không thông, không bích, cái ngửi không sinh, không vị, không lạc, cái nếm không phát ra, không ly, không hợp, thì cái biết xúc vốn không, không diệt, không sinh, cái rõ biết, không chỗ gá. Nhà Đức Phật tóm lại những cái phần phân biệt trước, tức là bây giờ á, là do có cái sáng cái tối thì nó sanh ra cái thấy, do cái động cái tịnh sanh ra cái nghe, do cái thông cái bích rồi sanh ra cái ngửi, do cái lạc và cái vị mà sanh ra cái nếm, do cái hộp và cái ly mà sanh ra cái xúc, và do cái sinh và cái diệt á thì sanh ra ý căn. Nhưng bây giờ lìa hết những cái đó rồi, bây giờ chúng ta gá chỗ nào? Đó. Đức Phật nói là bây giờ nếu mà không nhân cái mắt để mà thấy, không nhân cái tai để mà nghe, không nhân cái mũi để mà ngửi, không nhân lưỡi để nếm,
không nhân cái thân để xúc chạm, không nhân cái ý căn để biết được cái sắc trần, thì mình gá chỗ nào? Có chỗ gá không? Không có chỗ gá mình biết không? Đây là vấn đề, đây là vấn đề. Đó. Ở trong kinh Đức Phật lý luận những cái chỗ mà phải nói là thật sự ách yếu nè. Nói như vậy là chúng ta phải tinh tế nhận ra cái ý mà Đức Phật muốn gợi ở đây. Có nghĩa là cái con người thật chúng ta không nương nơi sáu căn mà biết, đúng không? Cho nên ngày nào mà chúng ta biết nơi sáu căn thì ngày đó là chúng ta còn xài thân căn ngũ uẩn. Một câu nói rất là tuyệt vời. Thật ra Đức Phật nói là nếu mà ông lìa hết đi cái hình sắc do mắt thấy, lìa hết âm thanh do lỗ tai nghe, lìa hết là cái mùi vị là ngửi nếm, thì vậy là không còn chỗ nương gá nữa. Thì vậy là cái biết, chúng ta có biết được sắc thanh hương vị xúc pháp không? Biết không? Nói lớn nghe còn biết không anh đã? Nếu mà chúng ta không biết thì trở thành cây gỗ rồi à. Chúng ta học thiền đi tới những cái chiều sâu này đòi hỏi cái, phải nói là cái trí tuệ chúng ta phải thực sự sắc sảo, chúng ta mới nhận ra những cái điều này. Và khi mà chúng ta đã phân biệt rõ ràng những điều này rồi thì cái công phu tu tập chúng ta rất là nhẹ nhàng. Nếu không chúng ta trở lại con đường mù mịt ngày xưa, giống như là nguyên một cái sông lớn, cái hồ lớn đầy những cái rơm rác, chúng ta chỉ lấy tay chúng ta phát ra nó hiện rỗng rỗng trống trống, lòi cái mặt nước ra rồi nó sẽ lấp lại. Đó là những công phu mình từ trước giờ mình chuyên làm cái kiểu đó, gọi là dùng tay xuống hồ phát bèo á, bèo nó nổi đầy hết, nó phát trống cái lấp lại, phát trống lấp lại. Và chúng ta luôn luôn bị đóng kín từng lúc như vậy. Cho nên cái việc tu tập ở trong đạo Phật không phải đơn giản, không phải đơn giản. Vì vậy mà những người ở bên ngoài mà nhìn đánh giá đạo Phật sâu cạn không đủ sức đâu. Không ai đủ sức có thể đánh giá một cái vị đang tu cả. Không ai có cái sức này. Cho nên nếu mà chúng ta nhận định cái việc tu, mà nhất là nhận định đạo Phật còn cao còn thấp theo cái kiểu cái tâm phàm tục của mình, coi chừng là chúng ta bị tổn cái phước lành của mình. Đối với một người mà họ đã có tu và họ có chiều sâu rồi thì thế gian này rất khó đánh giá về cái năng lực, cái chiều sâu tâm linh, cái đạt đến của họ. Khó lắm, khó, thật là khó. Và nếu mà đi, chúng ta đi vào chỗ này chúng ta mới thấy rõ ràng là với mình bây giờ phải thưa thật một câu là mình cũng mù mịt chứ mình chưa có thoát khỏi. Thì bằng cái tâm mù mịt mình mà mình đánh giá người khác là không có đánh giá nổi đâu. Chúng ta không có đủ sức. Cho nên tốt nhất là chúng ta đừng có nhận định người đang tu. Thực sự là ai muốn hỏi gì cái người đó làm sao, cao thấp làm sao đó, dạ thưa tôi không biết. Biết khôn hồn mà nói câu đó để giữ cái phước của mình. Chứ nhiều khi mình nó đánh giá một thầy, một người sư cô hay là một người đang tu mà chúng ta đánh giá theo cái nhìn phàm phu của chúng ta thì phước duyên của chúng ta đối với người đó sẽ mất liền. Ví dụ như mình đang học đạo người đó, nhưng mình nghe cái gì đó mà đánh giá họ một cái rồi là tự động trong lòng của mình nó không còn nhìn Phật Pháp ở trong cái người đó nữa. Mình không quý chuộng vào Phật Pháp đó nữa thì mình tự mất cái duyên lành đầu tiên cái đã. Mất duyên lành mình với người đó cái đã, chưa nói tới cái phước khác. Mất duyên lành, nếu mà người đó thực sự là người có đạo thì mình không còn duyên để học đạo tiếp. Và đời này coi như là mình tắt đường đối với dòng Pháp đó. Và nếu như đó là một cái dòng chánh Pháp rồi thì thật là uổng cho cuộc đời của mình. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên càng đi sâu vô công phu chừng nào chúng ta thấy là cái việc tu tập càng phải nói là rút mắt chuyện đó, đòi hỏi người tu tập, một người hành giả đó phải có đủ cái trí tuệ Phật đạo thực sự mới có thể giúp được mình thoát ly sinh tử. Và với cái năng lực tu tập phấn đấu cả đời, với cái nhiệt huyết và với cái căn cơ, chúng ta phải dùng cái từ căn cơ ở chỗ này. Tại vì có những cái bản kinh chúng ta thông qua đọc qua một lần chúng ta có thể hiểu, nhưng càng đi sâu vào tâm linh chừng nào, nếu chúng ta không phải là người tu chúng ta không hiểu được, không hiểu được. Vì vậy là phải nói là cái căn cơ của mình không đủ sức, cái trình độ của mình không đủ sức, cái công phu của mình không đủ sức để thừa đương cái bản kinh Đại Thừa. Mà đối với bản kinh Lăng Nghiêm cũng như một số bản kinh Đại Thừa khác mà chúng ta đọc qua chúng ta không hiểu, tức là mình chưa hiểu được mình. Vì tất cả những bản kinh Đức Phật đều lý giải cho chúng ta phải thấy đến mức độ tận cùng của chúng ta, thấy rõ được mình thôi chứ không phải là cái gì cao hết á. Cho nên nếu chúng ta không có một ngày nào, giờ nào, phút giây nào chúng ta ngồi lại để mình thấy được mình thì mình rất khó có thể thấu hiểu được những nghĩa lý sâu màu ở trong Phật Đạo. Đây là điều chúng tôi gọi là căn cơ. Ra với những người mà nghiên cứu Phật học
theo cái kiểu kiến thức có thể học thuộc hết Tam Tạng Thánh Điển, nhưng chưa có một ngày ngồi lại để nhận biết mình như thế nào đó, thì người đó vẫn không thể hiểu được đâu, với những cái kinh điển đại thừa như thế này. Thật ra ở đây chúng ta mới thấy á, nếu như bây giờ chúng ta có tu, thì sau khi Đức Phật nói những chuyện này rồi, bây giờ mình tập đi, ngồi ngay tại đây nè ha. Bây giờ mình tập lìa hình sắc, tức là thấy. Không phải là mình cố tình mình phớt lờ nha, không phải như vậy. Không phải cố tình mình ngăn những cái ý niệm xảy ra trong lúc chúng ta đang thấy. Đừng có làm chuyện đó nữa, chúng ta thả lỏng toàn thân tâm của mình đi. Thả lỏng toàn thân tâm đi ha. Bây giờ chúng ta ngồi bắt đầu chúng ta thực hiện tu tập ngay tại chỗ. Tu tập ngay tại chỗ nè. Theo lời Đức Phật nói là bây giờ chúng ta rời khỏi cái tối và cái sáng. Thì khi mà chúng ta rời khỏi cái tối và cái sáng, chúng ta nếu mà nương theo cái chỗ này để làm công phu tu hành á, thì chúng ta phải thực tập sao? Bắt đầu chúng ta rời khỏi cái tối và cái sáng để chi? Nếu mà còn tối, chúng ta nhận định có cái tối, còn sáng chúng ta nhận định có cái sáng, và còn nhận định hình sắc, tức là chúng ta chưa rời khỏi tối và sáng, đúng không? Thì vậy là nơi căn, nhĩ căn chúng ta còn nương gá nơi tối và sáng để chúng ta thấy hình sắc. Như vậy là muốn công phu chỗ này chúng ta công phu làm sao? Không có đoạn nào Đức Phật không chỉ chúng ta tu, tại vì mình không biết tu thôi, mình chịu thôi. Những cái đoạn này là Đức Phật dạy tu rất kỹ, phải nói rất kỹ. Thì vậy là làm sao để căn không còn nương gá nơi trần? Hả chưa? Ở đây có ai có khả năng làm cho căn mình không rá với trần cái này? Bây giờ mắt không có rá với hình sắc, thấy mà không nương gá. Đây là cái chỗ mà rất là thực trong công phu. Bây giờ cái tay chúng ta đang nghe âm thanh mà chúng ta không có, Đức Phật dụng từ là ra ngoài cái chỗ nương gá đi, thì chúng ta còn nghe âm thanh không? Nghe không? Nghe bằng cái gì? Bây giờ cái lỗ tai không có nương âm thanh thì có cái chỗ nào để mình nghe? Và nghe làm sao? Đây là vấn đề. Đây cũng là một công án kế tiếp. Một công án kế tiếp. Bây giờ lỗ tai đang nghe, bây giờ không lẽ bây giờ mình nói là bây giờ mình không nghe, mình lấy cái gì đó mình bịt cái lỗ tai mình lại để mình không nghe âm thanh? Không phải, đó là mình vẫn còn nương gá cái bông gòn để bịt lỗ tai thôi. Tức là mình vẫn còn có một chỗ nương, có nghĩa là mình chưa ra được cái thân căn này. Vấn đề Đức Phật thách thức chúng ta có dám bước ra thân căn này chưa? À, chúng ta có dám mạnh dạn để bước ra thân căn này, để chúng ta nhận biết tất cả những cái duyên trần mà không thông qua thân căn một lần. Thì lúc đó quý vị mới thấy một cái điều tuyệt vời là khắp pháp giới này được mình rõ biết, nhưng mà không phải thân này, không phải là tâm này. Tất cả mọi cái đều chúng ta nhận biết một lượt, thì chỗ đó là chỗ mà chúng ta thoát ra. Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là những cái suy nghĩ buồn thương giận ghét trong cuộc đời này của mình là cái gì? Là cái gì? Là căn nương gá với trần, phải không? Vì mắt là nương cái sắc, tai nương tiếng, mũi nương mùi, lưỡi nương vị, cái thân nương xúc chạm, và cái ý nương với cái những cái sinh diệt liên tục nơi tâm của mình. Thật ra ngày nào mà chúng ta còn ngồi đây với những cái nương gá đó, thì ngày đó chúng ta biết là sao? Sinh tử chưa xong. Sinh tử chưa xong. Cho nên cũng có một lần giữa cái trời không này mình mất đi cái sự nương gá hoàn toàn, tuyệt đối không còn nương ai, dù đó là Phật chúng ta cũng không nương nữa. Một lần giữa ở trời không này, nếu một người hành giả mà vẫn còn có một cái chỗ nương tựa nào đó, nơi thân, nơi căn của chúng ta, nơi những cái bậc giác ngộ gì gì đó, thì biết rằng người hành giả đó vẫn còn ở trong thân căn ngũ quẩn chưa ra được. Rồi bây giờ mình tu, mình dám nói là tôi không có nương ai không? Không có nương ai không? Và chỗ này mình trở lại, ví dụ như mình trở lại công phu nè. Thì bây giờ mình bắt đầu mình ngồi thiền đi, bắt đầu mình ngồi. Ngay đây mình bắt đầu mình thiền. Thì bây giờ mình nhìn lại cái, mình nhắm mắt lại để mình lắng tai, tai mình còn nghe. Bây giờ mình nghe một cách rất rõ ràng từng âm thanh một, giữa âm thanh này rồi có phẳng rỗng, rồi có âm thanh thứ hai, có phẳng rỗng, có âm thanh thứ ba, có phẳng rỗng, có âm thanh thứ tư, mà mình nghe như vậy một cách rõ ràng, mà mình không phải là người nương nơi âm thanh nữa. Mà muốn cho không có người nương âm thanh thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta nhìn lại cái người đang rõ biết âm thanh này, đúng không? Cái người đang rõ biết âm thanh, đang rõ biết những cái động và không động này, chúng ta phải tập rời cái sự chú ý để rõ biết đó.
tức là không phải là một sự chú tâm, không phải là một sự tập trung nha. Đừng có tập trung, thả lỏng hoàn toàn đi. Không phải là một sự chú tâm mà không có cái động nào chúng ta không nhận rõ, đúng không? Thì vậy là cái sự nhận rõ này khéo một chút, khéo một chút là chúng ta thả rỗng, để cái nhận biết này không phải là lỗ tai. Thử đi, bây giờ chúng ta không quan tâm tới cái lỗ tai nữa, không? Nhưng mà tiếng động trước làm sao, trong ngoài, trên dưới, xung quanh chúng ta đều rõ biết. Cố gắng là chúng ta thả lỏng nha. Ở đây chúng ta thả lỏng, đừng có trụ lỗ tai nữa đi, hoàn toàn. Mình không còn đặt vấn đề là ở lỗ tai để nghe âm thanh nữa, thả lỏng luôn. Đừng còn cái khái niệm là mình đang nghe cái ông thầy đang nói chuyện. Đừng còn cái khái niệm là mình ở đây để nghe âm thanh nữa. Mất hết cái này, thả lỏng hết những cái này đi. Khi chúng ta thả lỏng hết cái này, mình không còn khái niệm là mình nghe và âm thanh đang bị mình nghe, và âm thanh đằng đó nó gian bội lại mình, vân vân. Tất cả mọi cái chúng ta thả lỏng để mình hoàn toàn không còn nương gá nơi lỗ tai, mà mình vẫn còn nhận biết cái đó, cái động và cái tịnh đó. Nếu mà chúng ta muốn hòa nhập vào chỗ này thực sự thì chúng ta phải trở lại cái gốc của nó. Trở lại cái gốc tức là trở lại cái quấn để thành lục căn. Thì giờ là Đức Phật nói là từ cái viên minh đó, cái diệu trạm viên minh đó, nó quấn cái sự yên lặng rồi nó mới sanh ra cái biết nghe. Sanh ra biết nghe rồi nó quấn cái từ biết nghe, cái biết nghe đó nó quấn với âm thanh, nó tạo thành cái nhĩ căn. Bây giờ tháo gỡ từ cái lỗ tai nè, không? Đi ngược lại, chúng ta đi ngược lại. Là từ lỗ tai không phải là sự chú ý để nghe ở đây nữa. Tháo gỡ những cái căn đó rồi tháo sợ sự cái nghe và cái âm thanh đang bị mình nghe, thả lỏng nó luôn, thả lỏng nó luôn. Và nếu mà mình thực sự làm được điều này, mình sẽ rớt vào một cái khoảng nó không nương gá nơi âm thanh nha. Cái khoảng đó làm chúng ta có một cái thoáng chơi vơi liền. Nếu mà làm được điều này chúng ta sẽ thấy được đó. Và ngay cái khoảng cái thoáng chơi vơi không phải nghe bằng căn đó, thì chúng ta liền nhận được một cái điều, nó không phải là cái nghe ở đây, không phải là cái nghe đây, không phải là cái nghe của thân, mà không phải là cái nghe của tâm nữa. Lúc đó là cái nghe không nương gá xảy ra. Nhưng mà thật sự chúng ta đặt là nó nghe thôi, nhưng mà cái đó không phải là nghe. Nó không phải là nghe, dụng từ nghe có nhiều khi mình bị vướng vào cái tâm thức cũ là vẫn còn lỗ tai. Nhưng mà chúng tôi nói là lúc đó là một cái rõ, dụng từ rõ, cái rõ mọi cái động và tĩnh đang hiện hữu ngay tại đây, chứ nó không phải là cái nghe nữa. Và cái rõ đó chúng ta mới thấy rằng trong lúc chúng ta đang rõ cái động và cái tỉnh, thì lúc đó chúng ta sẽ cũng đang một lượt đó chúng ta rõ biết được những hình sắc tối và sáng này. Lúc đó chúng ta cũng đang một lượt rõ được cái mùi, đang một lượt rõ được cái vị, đang được một lượt rõ được cái xúc chạm này, và đang một lượt rõ được cái sinh diệt đang xảy ra nơi tâm chúng ta, mà không phải nương gá nơi thân căn này. Khéo thì chỗ này chúng ta sẽ ra chuyện. Không, thì như vậy là rõ ràng Đức Phật đã chỉ cái chỗ tu cho chúng ta rồi. Thì chúng ta phải bình tĩnh, hết sức là trầm tĩnh thì mình mới có thể đi sâu vào công phu này được. Còn nếu không là chúng ta sẽ bỏ qua những công phu này, bỏ qua những cái phút chốc hiện tiền không nương gá của chính mình thì rất là uổng. Ở chỗ này lúc nào chúng ta cũng làm được, lúc nào chúng ta cũng thả lỏng sáu căn của chúng ta để mình hoàn toàn không nương gá nơi lục căn nữa. Không cần chú ý nơi mắt để thấy, không cần chú ý lỗ tai để nghe, không cần chú ý mũi để ngửi mùi, mà tất cả mọi cái hiện hữu như thật đó chúng ta rõ biết mà không cần nương gá. Nó làm được không? Nếu làm được, không được cái chỗ này là rất khó mà đi sâu vào thiền định. Và nếu như mình phen một phen mà không có rời cái nương gá thì biết rằng mình còn ở trong thân căn và sinh tử vẫn còn tiếp nối với mình. Đức Phật chỉ bài để phát minh chân tính viên thoát. Ông chỉ không theo động tịnh, hợp ly, có vị, không vị, thông bích, sinh diệt, tối sáng. 12 tướng hữu vi đó, tùy nhổ một căn thoát khỏi cái dính vọng phục, vào bên trong, hàng phục để trở về tính bản chân, phát ra tính sáng suốt sẵn có. Tính sáng suốt đó được phát minh thì năm chỗ dính khác cũng liền đó được giải thoát. Không do tiền trần mà khởi ra cái thấy biết, thì cái sáng suốt không theo căn, chỉ gá với căn mà cái sáng suốt phát ra. Do đó sáu căn có thể dùng thay lẫn nhau. Cái gì có thông cảm nổi cái đoạn này không?
Ở đây Đức Phật nói nè, bây giờ không theo cái động tịnh rồi, không theo động tịnh tức là không nghe tiếng rồi, không theo cái hộp ly là không theo thân, không có cái vị, không theo lưỡi thông bích đó là theo mũi, sinh diệt là theo ý căn rồi. Tất cả những cái đó coi là chúng ta, Đức Phật dụng từ là căn trần tiếp xúc với nhau mình không theo rồi. Và đồng thời chúng ta thoát ly được cái vọng phục ở bên trong, tức là những cái ý niệm, những ý, những cái vọng động nó tiềm phục ở bên trong tâm của chúng ta. Và chúng ta trở ngược về cái bản tính sáng suốt sẵn có chính mình. Và cái tánh đó nó được phát minh thì năm chỗ kia tự động liền tắt mất. Tức là Đức Phật nói là mình tháo gỡ bất kỳ cái căn nào khi mình trở lại. Trở lại bây giờ giống như nãy mình nói cái căn mà chúng ta đang hoạt động mạnh nhất là cái nhĩ căn của mình. Bây giờ chúng ta không có theo nữa. Phải không? Không có theo nữa. Để chúng ta tháo gỡ cái dính mắc này. Mà Đức Phật ở đây dùng từ dạy chúng ta là như thế này, là không do tiền trần mà có cái thấy biết. Thì cái sáng suốt đó sẽ không theo căn. Và cái sáng suốt phát ra do sáu căn đó có thể dùng gọi là hỗ trương lẫn nhau. Bây giờ ở trong đại chúng chúng ta có ai nói được một câu mà từ trước giờ mình chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng ngửi, chưa từng nếm, chưa từng xúc chạm, chưa từng học hiểu không? Nếu gọi là không do truyền trần mình có cái thay biết. Tức là không do cái căn, không có do lục căn mà chúng ta có được một câu nói, thì người đó là người thoát ly sinh tử. Thì ở đây Đức Phật nói là không do tiền trần mà có cái thấy biết. Cho nên thiền sư hay chúng ta đọc trong thiền sư Trung Hoa của một số thiền sư Việt Nam có những cái đối đáp với nhau đó. Thấy không? Ông đừng có dùng cái lưỡi, ông nói tôi nghe câu đi. Không? Thì nó ai ở đây mà có khả năng đứng lên nói một câu mà không có dùng lưỡi nghe coi. Tức là lìa tiền trần mà có được âm thanh, có lời nói. Lìa tiền trần mà chúng ta có cái thấy biết. Đây là cái chỗ hết sức quan trọng. Đức Phật dùng chúng ta tới cái cửa rồi đây nè. Chỗ này chút xíu là chúng ta vỡ ra. Chút xíu thôi. Làm sao mà gõ trúng cái ổ khóa này giùm một cái là ra chuyện. Thì cái ổ khóa, cái rút của mình là ngay cái căn và trần. Bây giờ cái căn mắt không nương vào hình sắc mà chúng ta thấy. Thấy nổi không? Cái lỗ tai chúng ta không nương âm thanh mà chúng ta nghe. Tức là lìa triền trần mà chúng ta có cái thấy biết. Vấn đề trọng yếu là chỗ này. Thật ra mỗi người tu tập nếu chưa có một phen mà cái thấy biết lìa triền trần thì rõ ràng người đó chưa tới đâu. Chưa tới đâu. Thế ra đây chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi với nhau là ngon đi, lìa lục căn nói ra một câu đi. Lìa lục căn nói ra một câu. Thế nên thật ra cái nhiều khi á, nhà học thiền nói nhiều cái vui lắm. Nếu mà chúng ta thực sự ở trong cái pháp hội thiền tu tuyệt đối về thiền tông thì chúng ta sẽ thấy là những cái đối thoại, chúng ta đọc lại cái thiền sư Trung Hoa đó, chúng ta thấy đối thoại của chư tổ có những cái mình nghe mình thấy mấy thằng trai này nó nghịch. Nói gì đâu mình nghe mình không hiểu, mà nói mà không hiểu thực sự là tốt quá, chứ hiểu chắc vỡ cái đầu mình. Hay thiền sư nói ngoài cái kiến thức ngoài tiền trần mà, thì mình lấy mình hiểu từ xưa giờ mình hiểu là ở trong tiền trần mình mới hiểu được. Cái tâm mình quen nương theo cái này, nương theo cái kia, nương theo cái nọ, gọi là chúng ta mới hiểu điều đó, thì gọi là chúng ta có kiến thức, chúng ta có học thức, chúng ta có trình độ, chúng ta có cấp bằng này chắc bằng kia. Tất cả những cái đó đều là tiền trần, đều là sinh diệt, đều là sinh tử, chẳng có cái giá trị gì đâu. Bằng cỡ nào đi nữa cũng còn sinh tử. Bằng cỡ nào cũng mù mịt trong sinh tử, bằng cỡ nào đi nữa cũng vẫn còn kẹt trong thân căn ngũ quẩn chứ chưa có ra được. Thành ra những cái trình độ, những cái học thức chúng ta là chúng ta nương tiền trần để chúng ta hiểu biết. Bây giờ muốn ra khỏi tiền trần là một điều thách thức lớn cho cuộc đời của mình. Chẳng cả bây giờ mình ra đời, mình sống cả mấy chục năm trong cuộc đời này cũng vất vả, gian tuân bươn chải để nuôi thân. Và cuối cùng bây giờ mình mù mịt để mình ra đi. Giá trị đời người chừng đó sao? Nếu chúng ta ngồi nghiệm lại cái mình sống mấy chục năm này, mình làm được cái gì cho bản thân mình? Khai mở được cái gì về trí huệ của mình? Mình làm cái gì để mình thoát đi cái lầm mê của sinh tử luân hồi? Mình làm cái gì cho căn mình đừng có dính với trần? Đó là vấn đề.
Làm sao mà đi đứng nằm ngồi căng trần hoàn toàn tân trục, lăn trùng trục hết. Thì khi đó mới được gọi là cái người mà tự tại sống giữa cuộc đời này. Chứ còn bây giờ chút dính à, thấy dính, nghe dính, gửi dính, mình là cái loại mũ mít mũ mít đụng đâu dính đó thì không phải. Mà cả cuộc đời chúng ta phải khổ sở những cái thấy nghe hay biết, gần như chúng ta không ra được. Người ta nói nghe thuận lỗ tai một chút thì có tình cảm, mà nói nghịch một chút mới nghe khó chịu rồi, sốc sốc rồi. Và mình luôn bị hai đầu đó, thuận và nghịch, quấn cuộc đời của mình. Thấy tốt, thấy dễ chịu, không thấy xấu bắt đầu khó chịu. Và rồi mình nhớ hoài, ai nói một lời nghe ngọt ngào nhớ hoài, ai nói một câu sốc sốc cũng nhớ hoài. Mỗi lần mà đấy là mỗi lần căng mình tiếp xúc với trần là nó quân thành chủng tử. Và mỗi khi mình á qua một cái câu của người đó rồi mình quên đi, nhưng mà 10 năm 20 năm sau mình gặp lại người đó thì cái điều đầu tiên là mình nhớ người này cái gì? Nhớ cái câu hôm trước ông gặp tôi, ông nói từ câu đó đó nha. Đầu tiên là cái đó nó hiện ra cái đó. Không, ông nói câu đó là tôi thì cái ông là mất vinh dự, tôi để ý lâu lắm mà chưa có cơ hội, thì bây giờ bắt đầu mà moi ra, bắt đầu khui ra, bắt đầu nói là hồi trước ông nói tôi vậy. Mà lúc mà ông chửi mình đó thì mình cô thân cô thế, mình không có khả năng làm gì hết. Bây giờ mình ngon lành, mình có quen, có chức rồi, mình có quyền, có khả năng rồi, thì bắt đầu moi lại chuyện cũ. Thì vậy thôi, ăn quán nó xảy ra từ đó. Thật ra nếu mà bây giờ mình không nương, phải là không nương tiền trần một lần cho cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ thoát ra ngoài sanh tử này. Đây là những cái chỗ mà gần như nguyên cái đoạn này Đức Phật luôn luôn chỉ cái chỗ hết sức chuyên môn của cái người chuyên tu. Phải nói như vậy, nếu chúng ta không thực sự chuyên tu thì chúng ta sẽ khó mà thông cảm được cái những cái điều này. Cho nên đòi hỏi tất cả những người theo đạo Phật, chúng ta phải có một cái thời gian cho mình trong cuộc sống đời thường, chúng ta phải nhìn ngắm được để hiểu thấu được mình. Và khi chúng ta hiểu thấu được mình rồi thì chúng ta mới có thể phá vỡ được, chứ còn nếu không chúng ta không thể ra. Đức Phật nói tiếp là dẫn chức các căn được viên thoát. A nan, ông há chẳng biết hiện nay ở trong hội này A na luật đà không con mắt mà vẫn thấy, rồng bạc nan đà không lỗ tai mà vẫn nghe, thần nữ căn già không lỗ mũi mà vẫn ngửi được mùi hương, ông kiều phạm bát đề cái lưỡi khác với cái lưỡi người mà vẫn nếm được vị, thần thuần nhã đa không thân mà vẫn biết xúc, do hào quang của Như Lai ánh ra mà tạm hiện có thân, chứ bản chất của ông là gió nguyên không có thân. Các vị thanh văn được tịch diệt trong diệt tận định như ông Maha Ca Diếp trong hội này đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn rõ biết cùng khắp không nhân nơi tâm niệm. Ở đây bắt đầu Đức Phật nói cái người không có nương tiền trần, tức là đã phá tiền trần rồi. Thứ nhất là Đức Phật nói là ngài A Na Luật. A Na Luật là ở trong sử thì ngài A Na Luật là cái người mà trong lúc mới tu á, ngồi nghe Đức Phật giảng pháp thì ra ngủ gục. Nghe giảng pháp muốn ngủ gục, lúc đó bị Đức Phật quở, thì ông phát nguyện là cả đời không nhắm mắt để ngủ nữa. Dễ sợ như vậy, tức là mở toàn con mắt ra suốt cuộc đời còn lại luôn. Nhưng mà từ năm này và tháng kia mở mắt hoài, dần dần con mắt bị đau. Nhiều người khuyên nữa là thôi ông cứ ngủ một cái đi, ông nhắm mắt là ông ngủ đi, để thôi là hư con mắt. Nhưng mà ông quyết định mở mắt suốt cuộc đời còn lại để ông tu tập. Dễ sợ như vậy. Một giai đoạn rồi bắt đầu mắc bệnh, bệnh cứ mắt cứ chảy gèn, chảy mũ rồi nóng đỏ, không chịu trị bệnh mà cứ mở mắt hoài cả ngày lẫn đêm không ngủ luôn, đến khi mù mắt. Và do cái quyết liệt công phu đó mà ngài chứng được cái quả A-la-hán. Thì như vậy là sau khi chứng quả A-la-hán rồi thì A Lực, ngài A Na Luật không dùng mắt, nhưng mà không có cái gì mà ngài không thấy hết. Đức Phật muốn dẫn chứng tới cái điều này, tức là Đức Phật muốn nói tới là ngài A Na Luật không có con mắt mà vẫn thấy. Rồi con rồng bạc nan đà không lỗ tai mà vẫn nghe, thì Đức Phật muốn dẫn chứng không phải ở cõi người mình mà ở cõi rồng.
mà nó một phen tu tập á, mà đã vượt qua thân căn rồi thì không cần lỗ tai cũng nghe được. Rồi nữ căn già cũng không có lỗ mũi mà vẫn ngửi, vân vân. Thì vậy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Thì dù là người đó có mắt, có tai, có mũi, có thân, có ý hay không đó, mà nếu người ta đã chứng thánh quả thì họ cũng sử dụng được cái chỗ mà đến của mình, tức là cái lìa tiền trần, tức không nương gá vào tiền trần, mà là rõ biết cùng khắp, không nương gá nơi, không nhân nơi tâm niệm của chúng ta. Tức là khi mà chúng ta tu tập, một phen chúng ta tu tập mà chúng ta thoát ra được thân căn rồi, thì chúng ta không cần mắt tai mũi lưỡi này nữa, mà chúng ta biết được tất cả mọi cái. Và không phải biết hạn hẹp. Ví dụ như bây giờ mắt chúng ta quá qua tường bên kia chúng ta không thấy, không phải như vậy. Mà khi mọi người chứng thánh quả rồi thì tường núi ở đâu họ cũng rõ biết. Ví dụ như bây giờ có một âm thanh ở cách mình xa khoảng vài trăm mét là chúng ta không có nghe được, nhưng nếu có một người chứng thánh từ ở bên kia, nửa bên kia thế giới, như ở Mỹ, ở châu Âu gì đó, họ muốn nghe mình đang nói ở đây là nghe không sót miếng nào. Nhưng mà không phải nghe ở đây đâu, họ nghe cùng khắp pháp giới này, tất cả những âm thanh họ đều nhận biết một cách rất rõ ràng, mà không phải dùng cái thân căn này nữa. Ở đây Đức Phật muốn nói như vậy, cái ý Đức Phật muốn nói là khi mà chúng ta đã thoát ra thân căn ngũ uẩn rồi, thoát ra cái khăn của sáu căn, tức là cái sự hạn cuộc, chúng ta phải dùng cái từ là cái khăn của căn. Do cái khăn này mà nó lệ thuộc ở mắt thấy hình sắc thôi, do chúng ta bị kẹt trong cái khăn đó mà lỗ tai chỉ nghe âm thanh thôi, chứ tai không được biết được hình sắc đó. Như vậy là một phen chúng ta phá được cái khăn của lục căn rồi, thì cái nhận biết của mình, ở đây không phải dùng cái từ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm nữa, mà là một cái sự nhận biết, một cái sự rõ biết không thông qua lục căn, mà tất cả những cái âm thanh, những hình sắc, những mùi, những vị đều được người đó nhận biết một cách rõ ràng, tường tận, mà cùng khắp pháp giới mười phương, chứ không phải thấy từ từ, nghe từ từ như mình. Không phải nghe hẹn cuộc. Ví dụ như ngồi đây bây giờ là chỉ nghe được âm thanh chúng tôi nói thôi, ngoài âm thanh chúng tôi nói quý vị không nghe nổi, đúng không? Và nó chỉ hạn cuộc và nhỏ nhiệm như vậy thôi. Nếu ngày nào chúng ta còn dùng xài thân căn này thì ngày đó giờ đó là cái sử dụng trong lục căn bị khăn này của mình nó nhỏ nhiệm và hạn cuộc, và nó không bền chặt nữa. Thành ra khi mà chúng ta phá vỡ được thân căn ngũ uẩn một lần, khắp pháp giới này chúng ta nhận biết một lực, chứ không phải là chúng ta biết từ từ đâu. Cái lúc mà chúng ta phá vỡ thân căn này á, thì chúng ta thấy được khắp pháp giới mười phương này, tất cả những hình sắc ở trong hư không này chúng ta thấy rõ. Lúc đó chúng ta thấy quả địa cầu này nó nhỏ còn hơn là cái đầu móng tay của chúng ta nữa. Cái quả địa cầu chúng ta đang ở đây hiện tại bây giờ chúng ta nó thấy rất là lớn, nhưng mà đến cái phút chốc đó mình không phải là thân căn, mình là phủ trùng pháp giới này để nhận biết tất cả mọi cái trong pháp giới mười phương này, không lầm lẫn bất kỳ một điều gì nhỏ nhiệm nhất, như là một mảy tơ, một cọng tóc, lớn như là quả địa cầu, đều nhận biết một cách tường tận rõ ràng mà không phải sử dụng cái thân căn này. Đó là cái điều mà một người đã phá vỡ được thân căn. Và lúc đó đồng thời chúng ta nghe được tất cả âm thanh ở mười phương, nói lớn, nói nhỏ, nói nhiều, nói ít, cả một lượt, cả cái thế giới mười phương này nói thì người đó cũng nghe được một lượt. Nếu mà Đức Phật ở trong kinh, Đức Phật nói như thế này nè, chúng ta có tin nổi không? Đức Phật nói là mười phương pháp giới này mưa một lượt, Đức Phật đều rõ biết bao nhiêu hạt hết đó. Chúng ta tin nổi không? Hả? Mưa cái sân này thôi mình chưa chắc mình đếm hết, nhưng mà Đức Phật nói là nếu mưa gấp mười phương pháp giới này, Đức Phật đếm hết không sót một hạt nào. Và đệ tử của Phật là Ngài Xá Lợi Phất, có mỗi chuyện mà chúng tôi hình như cũng có một lần kể rồi đó, tức là có một cái vị ngoại đạo, mà vị này thì cũng phải nói rất là kiên nhẫn, ngồi đó để đếm lá của một cái cây cổ thụ suốt 12 năm, tức là đếm lá này thì lá kia rụng, rồi lá kia rụng, rồi lá nọ nó trỗi lên, rồi mỗi một cành có bao nhiêu lá, mỗi một ngày nó ra mấy tược, ví dụ vậy. Một đếm cho tới 12 năm mới vừa xong, đúng đứng dậy vỗ tay mừng quá, 12 năm nay tôi đếm vừa hết cái lá cây này. Cái ngày Xá Lợi Phất bay ngang,
Thầy Khải Phật đi tới, đi tới hỏi: ủa sao ông mừng thế? Ông nói: ông biết không, 12 năm nay tôi ngồi cần cù giấy sợ luôn, tôi đếm được hết mấy cái lá cây của cái cây này rồi. Mừng quá, đứng dậy về tính làm tiệc ăn mừng. Thầy Khải Phật nó đâu có cực tới mười mấy năm dữ vậy. Ông nói: ủa, mà ông biết lá cây này bao nhiêu sao ông nói vậy? Nói: sao ông biết? Đệ tử có đấng cù đàm chỉ cần liếc qua là biết bao nhiêu lá. Ông nói: bây giờ ông ngon nói có bao nhiêu lá thì Ngài Xá Lợi Phất nói đúng không sót một lá. Lúc đó ông thấy ông giật mình, ông nói là: đệ tử cù đàm tu cái pháp gì mà ghê gớm vậy, tôi phải trải qua 12 năm mới đếm được hết lá cây cổ thụ là mấy tỷ mấy triệu rồi mấy trăm ngàn lẻ 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 mấy đó. Nhưng mà ông chỉ cần liếc qua là ông biết rõ rồi. Ngài Xá Lợi Phất nói là khi mà đã vượt ra ngoài lục căn rồi thì tất cả những cái ở mười phương pháp giới này được người đó biết tường tận không lầm lẫn. Đó là điều mà chúng ta thấy. Thì ở đây Đức Phật cũng vậy, Đức Phật nói là Đức Phật dẫn dụ một người là không có mắt, một người là không có tai, một người là không có lưỡi, một người là không có thân và không cần sử dụng ý căn mà đều biết. Giống như ngày Đức Phật ở đây nói là ngày Maha Ca Diếp trong hội này đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn rõ biết cùng khắp không nhân nơi tâm niệm mà biết. Có nghĩa là cái tâm niệm sanh diệt hồi nãy, đúng không? Bây giờ không do nơi cái sanh diệt nơi tâm niệm, tức là không nương gá nơi căn thân nữa. Thì những người một lần đã vượt ngoài cái sự nương gá thân căn rồi thì gần như mọi chuyện ở trong tam giới này họ biết. Họ biết rõ lắm. Đó, cho nên là ở chỗ này Đức Phật muốn gợi cho chúng ta một cái điều mà không phải là chúng ta tu để cho lục căn chúng ta thông, để rồi là con mắt có thể nghe được âm thanh, cái lỗ tai có thể thấy được hình sắc nữa. Không phải bình thường như vậy. Mà là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết theo cái kiểu phàm trần của chúng ta là lục căn Đức Phật không xài. Không cần xài nó. Thế mà không có cái việc gì trong pháp giới này đối với một người đắc đạo họ không biết. Chỗ này mới thấy rằng cái 10 cái hiệu của Như Lai á, Như Lai ứng cúng chánh biết tri, tức là thấy biết mà chân chánh trùm khắp rồi, chánh tri nữa thì minh hạnh túc, đúng không? Thiện thể thế gian giải, gọi là thế gian giải đó, tức là thấu hiểu được tất cả mọi chuyện của thế gian không cần thông qua học hiểu. Đạt tới cảnh giới này được gọi là vô sư trí thực sự. Nhưng mà muốn đạt tới cái chỗ vô sư trí đó thì phải phá vỡ những cái trí hữu sư này. Trí hữu sư tức là do học mà được, do học mà hiểu, do lục căn tiếp xúc với lục trần mà có sự nhận biết. Chúng ta phải phá vỡ hết tất cả những cái điều đó thì chúng ta mới đạt tới cái trí gọi là vô sư. Chứ nếu không chúng ta cũng vẫn bị lẫn quẩn trong sinh tử tiếp nối, chúng ta không có ra được. Bây giờ Đức Phật tóm kết tính viên thoát thành nhiệm màu. A Nan, các căn của ông hiện nay nếu đã hoàn toàn nhổ sạch thì cái sáng suốt bên trong phát ra, như thế các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian như nước nóng làm tiêu băng, ngay đó liền hóa thành vô thượng tri giác. A Nan, như người thế gian kia gom cái thấy nơi con mắt, nếu khiến nhắm kín thì tướng tối hiện ra, cả sáu căn đều tối. Dầu đầu và chân giống nhau, người kia lấy tay rờ quanh thân thể, tuy không thấy nhưng một phen nhận được đầu và chân thì cái hiểu biết vẫn đồng như trước. Duyên vì cái thấy nhân nơi ánh sáng, nên khi tối thành ra không thấy, chứ không có ánh sáng mà tự phát ra cái thấy, thì các tướng tối hẳn không thể làm mờ tối được. Căn trần đã tiêu, làm sao tính giác minh không thành nhiệm màu cùng khắp. Ở đoạn này Đức Phật tóm kết hết những cái lý luận từ trước đến giờ. Thì Đức Phật nói là nếu sáu căn chúng ta nhổ sạch rồi thì cái sáng suốt bên trong nó lại bắt đầu phát ra, như thế các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian như nước nóng làm tiêu băng vậy. Nhà chúng ta những cái mà cái thấy bị dính mắc nơi hình sắc, nó giống như là gì? Như bị đóng băng rồi. Cái tay dính mắc nơi âm thanh là giống như bị đóng băng rồi. Lục căn chúng ta bị đóng cứng, bị đông cứng, chúng ta không phá vỡ, không tự tại được. Thật ra khi mọi người tự tại sinh tử rồi, họ sống rất bình thường giữa trần gian này mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý hoàn toàn không có vướng động lại ở trong tâm thức của mình. Và lúc nào họ cũng rỗng rang mênh mông khắp pháp giới hết, họ không có bao giờ dính lại. Thì đó gọi là một người mà đã thoát khỏi lục trần.
Thật ra khi mà Đức Phật nói là một phen mà chúng ta nhổ được tận gốc, nhổ sạch được cái lục căn, phải không? Thì cái ánh sáng kia thực sự là sáng. Vì vậy là ánh sáng kia nó sáng rồi thì nó làm tiêu tan tất cả những nghiệp tập phiền não nơi tâm chúng ta. Thế đó, điều này chúng ta mới thấy là cái gì? Đức Phật ví dụ như là nước nóng đổ trên băng rồi băng tan, giống như băng thì nó lạnh, phải không? Chúng ta nói là cục nước đá để bỏ vô ly, đổ nước lạnh thì nó lâu tan, nhưng mà đổ nước nóng nó sẽ tan biến liền. Thì những cái mà khằn, những cái mà vướng động ở trong tâm thức của chúng ta, những cái vướng mắc trong ngàn đời ngàn kiếp của mình, chứ không phải là chúng ta nói trong đời này nữa. Nếu như một phen mà chúng ta nhổ tận gốc được lục căn này, nhổ tận gốc được sự vướng mắc này, thì tất cả những cái đó đều một phen tan biến. Đây là điều rất đặc biệt của người ngộ thiền. Nếu như người nào nói là mình ngộ thiền á, mà những nghiệp cũ còn có thể quấn họ được, họ còn có thể bị vướng mắc, thì người đó chưa hẳn là người triệt ngộ. Thì khi một người ngộ thiền rồi là lăn trùng trục trong tam giới này mà không hề bị vướng động lại, thì đó mới thực sự là người ngộ thiền. Như vậy là nếu chúng ta chưa đạt được cái cảnh giới vô thượng tri giác giống như Đức Phật nói, tức là phải tiêu tan tất cả những nghiệp tập phiền não của chính mình. Ví dụ như trước kia mình giận một người kia, nhưng bây giờ khi chúng ta ngộ thiền rồi, cái này nó tự tiêu tan lấy. Ví dụ như bây giờ người ta chửi mình một câu, mình giận hồi xưa mình giận 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, thậm chí là họ đã làm một cái điều gì mình giận cả đời rồi. Mình thề là nếu mình không giết họ được trong đời này mình chết khó nhắm mắt lắm á. Như một phen ngộ đạo, tất cả những cái đó đều tan biến không còn nha. Chúng ta có đối diện hay là chúng ta có gợi lại cái uất hận cũ á, nó cũng hoàn toàn tự tắt mất. Chúng ta đối diện với người đó một cách mới tinh khôi, không hề có mang theo một chút ý niệm cũ là người này đã giết mình không chết, người này đã tạo mình một cái sự khổ đau, đã làm cái gì cho cuộc đời của mình để mình phải phiền, phải hận người này, hoàn toàn không có chuyện đó nơi tâm nữa. Mà dù cho chúng ta có khởi lại tất cả những cái phiền hận cũ, nhưng mà trong tâm chúng ta không còn có sục sôi phiền hận, tan biến mất rồi. Và chúng ta có thể vui cười, chơi đùa với người này một cách thoải mái, vô tư, không hề có một vướng động nào khác. Đó mới là người gọi là hóa giải được nghiệp cũ. Còn bây giờ mình nhớ lại người đó, mình vẫn còn tức họ, vẫn còn phiền họ, họ hơn, họ hiếp mình cái gì đó, là bây giờ mình giết lòng phải trả thù, quyết lòng phải trả đũa, phải làm cho nó thỏa mãn cái cơn tức giận của mình. Và ngày nào mà mình không có làm được chuyện đó là ngày đó mình cảm giác mình ăn không ngon, mình ngủ không yên. Mỗi lần nhớ tới người đó đang mà ăn cơm, nhớ người đó đưa đũa vô, có khi mình cắn bể cái đũa hồi nào mình cũng không biết. Giận, mới nghiến răng cắn bể cái đũa hồi nào không hay. Đó thì như vậy là cái uất không có tan giống như băng này, phải không? Tuy nhiên là những cái uất kết nơi tâm mà chúng ta không có tan biến được. Nhưng khi một người đã phá vỡ được cái vướng mắc của lục căn, tức là một lần mà chúng ta vượt thoát được thân căn rồi, thì tất cả những cái này đều được tiêu tán. Một điều đầu tiên xảy ra nơi tâm người đó là gì? Hai cái căn bản nghiệp, chúng tôi nói dùng từ là hai căn bản nghiệp là gì? Một là thù, hai là thương. Hai cái đó tan biệt. Thương ở đây không phải là chúng ta nói tình thương đạo lý nó khác, mà chúng ta nói là một là thù, hai là cái sự ái nhiễm á. Cái sự nhiễm ái á. Chứ còn sau khi một phen chúng ta thoát khỏi thân căn rồi, thì chúng ta có một cái điều đặc biệt mà từ xưa tới giờ chúng ta nói là xảy ra một cái tình thương vô biên liền ngay tức khắc sau khi chúng ta trở lại cái thân bình thường này. Trong phút chốc chúng ta ngộ đạo, là phút chốc chúng ta nhập vào cái bể tánh thanh tịnh rồi, thì lúc đó chúng ta cũng nhập vô trong cái đại bi tâm liền. Cho nên khi họ trở lại, họ sống cuộc sống đời thường với tràn ngập tình thương khắp pháp giới mười phương này, và họ sống không hề có một gì riêng tư nữa, thì lúc đó mới là thật sự ngộ đạo. Còn nếu bây giờ người đó sống trở lại mà còn có một cái sự riêng tư cho bản thân họ, vì tất cả những việc làm đều cho họ, thì thật sự người đó chưa phá vỡ được ngã. Tại vì phá vỡ ngã rồi là không còn gì riêng chuyện của mình nữa. Cái thù hằn không bao giờ gợi lên được với bất kỳ ai. Đây là điều đặc biệt nha. Ví dụ bây giờ mà mình có một cái chuyện nó mỗi lần mà mình nghĩ tới hả là nó uất lắm. Hồi xưa nghĩ tới là có thể tức nó ói máu, nó nhồi tim của mình. Nhớ tới cái chuyện đó là tim mình như ai bóp nát như vậy. Nhưng bây giờ sau một phen nhận biết đạo lý rồi, chúng ta có nhớ thấy nó không còn.
nó tự nhẹ nhàng tan biến. Mà cái gợn lăn tăng một tí xíu trong đầu óc để mình phiền người ta không có. Phải hóa giải được điều này. Hồi ngày xưa nếu mà mình nằm mình thấy rằng nếu mà không có cái người đó trong cuộc đời của mình đó ha, kể là cuộc đời của chúng ta đã thành không rồi. Nếu mà không có người này là chúng ta hoàn toàn không có cái ý nghĩa gì trong cái đời sống này nữa hết. Không có người đó là cuộc đời chúng ta có là vô vị đủ đủ điều. Nhưng bây giờ thực sự một phen nhận biết được đạo lý rồi thì có hay không có không còn vấn đề nữa. Gọi là cái ân ái tắc mắc nơi tâm. Hai cái căn bản nghiệp này nếu hoàn toàn không tắc thì sinh tử tiếp nối chúng ta phải đi theo hai kiểu này. Chúng ta phải thấy vì ân ái mà chúng ta trở lại trần gian, vì thù hằn mà chúng ta đã rồi đây. Tức là vì cái nợ nần với nhau trong ân ái, hoặc là chúng ta thù hằn để tiếp tục gặp nhau phát triển cái chiều ân ái hoặc là thù hằn đó mà thôi. Chứ trong đời này chúng ta không có đi vào sinh tử bằng hai căn bản nghiệp này á là chúng ta thoát ra. Cho nên cái điều để có thể rạng lại nơi tâm của mình nói mình ngộ đạo, mình chứng đạo, mình thế gì đi nữa, lý luận rất là hay, tu tập rất là giỏi, thiền định là ngủ tối ngày coi như là không có để cái lưng chạm chiếu nữa. Tối tới giờ thì ngồi thiền gần như cả ngày, mình ngồi thiền, mình tu tập hành đạo sáu thời, tâm mình thanh tịnh, mình nhập định, mình xuất định, vân vân. Nhưng buông ra mình vẫn còn nhớ là cái chuyện ông kia làm phiền mình hồi 80 năm về trước, 90 năm về trước là kể như thua liền. Thua liền. Và rồi á, không phải trong đời này, đây là một điều rất là lạ lùng nha. Chúng ta hóa giải được cái nghiệp thù hằn ở cho chúng ta ngay trong đời này, và tất cả những cái nghiệp chướng cũ chúng ta cũng hóa giải được. Đây là một điều rất đặc biệt của một người ngộ đạo. Ngày xưa trong những đời kiếp trước chúng ta có quên đi nha. Nhưng mà một phen mà chúng ta rời khỏi thân căn rồi á, nó sẽ xóa sạch tất cả những hình ảnh thù hằn hàng hà xa số kiếp về trước của mình. Tức là phải sạch đi cái nghiệp sinh tử của chúng ta. Và tất cả những nghiệp ân ái của ngàn kiếp về trước cũng được xóa sạch. Để rồi khi mà chúng ta trở lại trần gian này, không phải vì thù hằn, cũng không phải vì sự ái nhiễm nữa, mà là trở lại ở đây bằng nguyện, bằng tình thương của đạo lý, bằng lòng từ bi chúng ta muốn cứu giúp ở cõi này chúng ta tới. Và như vậy là trong lục đạo luân hồi không còn chỗ cản trở đường đi của người này. Đây là điều rất là lạ. Thật ra cái một phen mà chúng ta triệt ngộ rồi thì những cái điều này phải xảy ra nơi tâm. Chứ nếu chưa xảy ra điều này thì biết rằng chúng ta chưa triệt ngộ. Sanh tử hoàn toàn không còn có cái gì để bàn. Và hai căn bản nghiệp này không còn nữa. Thật ra khi nào mà chúng ta tự nhìn lại tâm của mình, nếu chúng ta tu tập tốt, nhìn lại tâm của mình thôi. Bây giờ với cái tuổi đời của mình là 50, 60, 70 gì rồi đó, mình đã từng tu tập bát quan trai, mình đã từng tu những cái khóa tu mà Phật thất gì đó vân vân. Mình ngồi mình nghiệm lên tâm mình coi những cái chuyện phiền hận cũ bây giờ được rửa sạch chưa. Không phải là vì mình lại Phật nhiều, mình tụng kinh nhiều, mình sám hối nhiều rồi nó khởi lên mình gán đè xuống, không phải như vậy. Ở đây chúng tôi nói là không có đè nén, không cần đè nén mà công phu. Nhưng nhớ lại những cái chuyện đó mà hoàn toàn tan biến nhẹ nhõm, chúng ta nghe nó nhẹ nhàng hoàn toàn. Và lỡ chúng tôi nói là tới mức độ cùng tận như thế này, nếu như bây giờ chuyện mà gần nhất họ có thể chặt đứt cái đầu mình rớt xuống, mà nếu gắn lại mình còn sống thì mình vẫn không có nửa ý niệm hận thù, thì vậy mới dứt mất được cái nghiệp ác của chính mình. Gọi là căn bản nghiệp đó mới sạch tuyệt đối. Và cái việc ân ái cũng vậy. Mới hồi nãy nếu mà dẫn người này một giây là mình cảm nghe cái lòng mình khó chịu. Dẫn người đó một ngày là mình giống như cả một thế kỷ dài lâu gì gì đó. Nhưng mà bây giờ ngộ đạo rồi là hết rồi. Nó báo cho một tin buồn của những người đang tu. Khi chúng ta ngộ đạo là chuyện này tắt liền, tắt mất liền. Có gợi đi nữa bằng tình thương của đạo lý khác biệt lắm. Nó thông cảm tuyệt đối với cái người mà mình đã quen cũ. Người đó không còn là kẻ thù, không phải như vậy, không phải hết thương rồi thành thù, không có chuyện này. Hết thương rồi lại có một cái tình thương khác bao la hơn, rộng khắp hơn, tươi đẹp hơn, sáng suốt nhiệm màu hơn rất là nhiều. Và khi mình nghĩ tới cái người thương cũ chỉ là một sự cứu thoát thôi chứ không còn chuyện khác. Đạt được tới cảnh giới đó mới lìa thoát được cái ân ái trong đời này. Còn nếu mình nghĩ tới người đó là nghe tim mình nó khác nhịp. Nghe tim khác nhịp. Thế bây giờ là 1 phút 81 nhịp, nhưng bây giờ nó tăng lên 180 nhịp là biết rồi.
thì biết là ân ái vẫn còn. Chúng ta phải thấy được điều này. Thật ra khi mà nghĩ tới người đó mà tim đổi nhịp, mặt đổi sắc thì biết rằng là sinh tử chúng ta vẫn còn bị nặng nề và không tháo gỡ ra được trong đời này, thì những đời kiếp sau chúng ta bị cuốn đi theo hai chiều đó. Đó là một người tu Phật, chúng ta phải thấy ra được cái điều này của chính mình. Thật ra mới kiểm tra được nội lòng, kiểm tra được nội lòng của chúng ta. Đối diện xúc cảnh theo cái kiểu mà phàm trần, người ta vẫn còn vui, vẫn còn buồn nha. Sau đó người ta trở lại giống như người thường, giống như người thường. Người ta cũng có thể buồn để người ta khóc giống như mình, người ta cũng có thể vui, người ta cười giống như mình, nhưng hoàn toàn khác hẳn rồi, khác hoàn toàn. Thật ra có những người nói là ngộ đạo trở thành sắt đá, không phải. Trong cái chuyện mà bà già đốt am chúng tôi có kể nhiều rồi phải không? Ở đây quý vị có nghe cái chuyện đó rồi chứ gì? Tức là có một vị thiền sư, chưa phải là thiền sư, một người đang tu thiền thôi, mà tâm á thì cũng đã quyết chí tới con đường giác ngộ giải thoát đến mức độ tận cùng rồi, cho nên đi các nơi tìm nơi nhập thất để giải quyết sinh tử trong đời này. Thì lang thang gặp một bà cụ. Bà cụ này thì bà rất là giỏi thiền học, tức là bà là một người tu thiền tốt mà tu theo thiền tông. Thì gặp ông thầy, và ông thầy nói lên cái tâm nguyện tu tập của mình, và nó dạ được rồi, nếu mà thầy chấp nhận ở chỗ con sẽ nuôi cho thầy nhập thất, và con có sẵn cái thất luôn. Ngon lành, mỗi ngày là theo nhu cầu thầy là ăn cơm mấy bữa, con sẽ bưng tới cho thầy mấy bữa. Thầy nói là tôi cũng tu lâu nay rồi, bây giờ tôi ngày ăn bữa thôi, nhà nước uống thì mỗi ngày xách cho ngày một bình thủy nước gì đó là đủ rồi. Bà nuôi ông thầy này đúng 3 tháng, và bà có một người cháu ngoại, không biết đẹp không, không biết. Còn rất là trẻ, còn xuân sắc rất là trẻ. Và đúng 3 tháng rồi bà mới bắt đầu cho cháu ngoại thử ông thầy. Bà dặn là con vô á, vừa để cái cà mên cơm xuống là con ôm ông thầy liền. Và khi con ôm ông thầy, con phải hỏi ông ngay giờ phút này ông như thế nào. Thì cô cháu ngoại làm y như ý bà ngoại mình, là vừa vô để cái mâm cơm trên bàn này, ông thầy ngồi sẵn ôm thầy. Ôm mà ôm không buông ra. Ông thầy gỡ cũng được. Cổ hỏi một câu là ngay giờ phút này ông như thế nào. Thì ông thầy trả lời là 3 năm rồi ta không còn hơi ấm nữa. Cô ôm ta giống như cây khô mà trồng trên đá, tức là ta không còn móng niệm dục nữa. Tuyệt vời không? Cả mình lại được chưa? Nhưng bà già thì khác, nghe câu nói này sách đút đốt thất đuổi đi liền. Wow, đó tôi đọc tới đây tôi thắc mắc lắm nha. Tôi nói trời đó, cái tu cỡ này thì gặp tôi là tôi đã cõng trên vai để tôi đi khắp phố. Sao bà già này ghê gớm vậy? Không biết bà hiểu cái gì, tại lúc đó thực sự mình không hiểu. Và khi đọc tiếp câu chuyện đó thì vị này cũng không biết mình sai chỗ nào. Tại giờ đối với Duyên Trần là đã bật dứt rồi, tình ái là không khởi niệm rồi, người nữ ôm là không động rồi. Ủa sao kỳ vậy ra, bà này dám đốt thất đuổi đi. Thì ông cũng ra đi. Ra đi tìm thầy nào đó không biết, học một thời gian cũng dài 3 năm sau quay lại. Đi tìm thầy học đạo 3 năm quay lại, nói bà bây giờ bà cất thất tôi tu tới. Bà già không hề hỏi câu nào, cất thất trở lại cho thầy tu. Đây là một Phật tử cũng ghê gớm chứ không phải vừa. Cất thất xong mời thầy nhập thất, nhưng mà lần này thì nuôi thầy đúng 1 tháng chứ 3 tháng tốn cơm. Đúng 1 tháng thôi. Thì bà xúi cô con gái cháu ngoại vô ôm ông thầy lại lần nữa. Khi mà con vừa vô thất, con bỏ cái cảm ơn cơm xuống, con ôm ông thầy hỏi ổng như thế nào, ngay giờ phút này thầy như thế nào. Ông thầy nói tôi biết, cô biết. Trời đất bác đừng cho bảy biết. Thì cô con gái ra tường thực một câu như vậy, bà vô bà quỳ lại ông thầy này liền. Nhưng mà cái chuyện này rất là nhiều người tu thiền lý giải vui lắm. Nhưng mà nếu á, là một ông thầy mà bị người nữ ôm hoặc là ôm người nữ, mà cái chuyện đó chỉ có hai người và trời đất biết, đừng cho người khác biết, thì nó thành phàm tục quá rồi. Sợ người khác biết cái chuyện xấu của mình là quá phàm tục rồi, chứ không phải là thiền sư. Thì bà già không thể lễ lại được. Nhưng mà đây là một câu nói thể hiện trọn vẹn. Thứ nhất là cái chỗ đang sống của ngài. Thứ hai là đang khai thị cho cô này. Tức là nếu như bây giờ cô ôm tôi mà cô buông ra, cô còn có nửa ý niệm đó là sai với đạo lý rồi.
Đại giới cổ thấy của Ngài là ngay tại đó, tức là ngay khi cô ôm tôi, phải không? Thì rõ biết như vậy, xong buông ra là tắt mất liền, không còn một gợn lăng tăng nữa. Tức là không cưu mang, không vướng mắc, không vướng bận trong tâm thức nữa. Phải sạch bóng nơi tâm liền, thì đó mới là cái người thiền sư. Tức là mỗi phút giây mỗi mới chạm như vậy thì biết như vậy, buông ra là phút giây khác, một khoảnh khắc khác, một sự việc khác, hoàn toàn mới hẳn rồi. Bây giờ đem chuyện cũ ra để nói, tức là quay trở lại quá khứ, tức là rất vô tâm thức rồi, không phải là sức sống của thiền sư. Thiền sư vừa chạm là tan biến ngay tại chỗ đó. Đó là một cái, thứ nhất là ông muốn nói lên cái năng lực sống của nhà thiền. Một thiền sư đủ thức tạm tất cả các duyên đều tan biến tức khắc, chứ không hề có một chút công phu. Và muốn khai thị cô này là cô buông tôi ra rồi là cô cũng phải sạch luôn. Nếu mà cô còn để cô đem ra cô nói bà già, tức là cô còn vướng ở trong tâm thức của mình, thì cô đã sống sai với đạo. Đó, thiền sư không phải nói chuyện riêng của mình, mà thiền sư luôn luôn nhắm để khai thị người khác trong tất cả những hành động cử chỉ trong đời sống của thiền sư. Ra khi mà mình biết đến một vị đó ngộ đạo rồi thì luôn luôn sẵn lòng mở tâm khi gặp người đó, dù là thuận, dù là nghịch, cỡ nào vị đó cũng đem đạo lý dạy cho người cả. Lúc nào chúng ta đến thiền sư mà chúng ta không có mở cái tâm mình ra để chờ đợi đạo lý thì chúng ta đã sai rồi. Cho nên cái cô này không phải mở tâm chờ đợi đạo lý, mà bà già bà già đang mở tâm chờ đợi ông thầy này khai thị. Cho nên khi mà đứa bé đi ra nói với bà như vậy là bà vô bà quỳ lại ông thầy liền. Đó là người đáng lễ lại. Thật ra đến cái chỗ tận cùng này, ở trong kinh Kim Cang, ở trong kinh mà Tứ Thập Nhị Cương, đúng không? Tứ Thập Nhị Cương thì nếu cúng dường cho một người vô tu vô chứng thì bằng cúng dường cho hằng hà sa số chư Phật. Đó là cái bà già này. Tức là bà biết tới cái chỗ vô công dụng hạnh của thiền sư. Một câu nói đó thể hiện trọn vẹn cái chỗ sống đạo thiền, từng khoảnh khắc một mỗi mới mẻ, không hề có một chút vướng động nào trở lại, đang sống trong cái vô trụ tánh, vô trụ tướng. Đó mới có thể lễ lại được. Thật ra khi mà chúng ta học đạo thì chúng ta thấy rằng á, nếu như mà đến với đạo lý mà chúng ta qua cái thấy, qua cái nghe mà mình còn vướng lại thì thật sự là mình không thể trách người khác được. Bây giờ vì lý do gì mà tôi phải bị khổ? Ông này ông sống vậy cho nên tôi khổ, cái bà kia bà xử sự tôi vậy cho nên tôi khổ. Thì biết rằng mình là cái người sống không đúng với đạo, tự mình rời xa đạo lý, chứ không phải tại người đó, không phải tại người kia. Tức là mình phải làm sao mà cắt được cái họ đổ, đổi họ khác đi. Đừng có đổ thừa. Đổ thừa là do lý do này, do lý do kia, do ông hứa tôi vậy bây giờ không làm, do người kia nói tốt, nói ngon, nói ngọt, bây giờ mình tin, bây giờ tự nhiên cái bỏ mình, cái mình sụp đổ, cho nên mình khổ, mình phiền, mình hận, vân vân. Tất cả những cái điều đó là do mình. Do mình, do những cái tham tâm, tham cầu của chính mình, do sự duyên mắc viên cảnh của mình mà xảy ra. Không biết ở đây quý vị có nghe Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục không? Chúng tôi giảng á, quý vị có coi cái đoạn mà có ông thầy đứng hỏi tôi một câu giống vậy không? Nhớ không? Bữa đó không biết ai nhập mà tôi trả lời cũng hay lắm. Tức là một ông thầy lúc nào tôi giảng ở cái chùa Đức Quang ở dưới Thốt Nốt. Đây là một vị thầy đang học ở, ông xuống ông tự giới thiệu là ông đi từ An Giang, từ Châu Đốc xuống, đi từ sáng cho tới trưa mới tới cái pháp hội của tôi đang giảng. Và ông nói thì cái chuyện mà thầy giảng thiền á, tôi không bàn nữa, tại thầy lý luận là tôi không còn chê thầy chỗ nào được hết. Trong cái pháp Bảo Rằng Kinh, trong kinh Kim Cang, Lăng Nghiêm gì thầy giảng hay lắm rồi. Tôi không bàn thầy những cái chuyện đó nữa, nhưng mà thầy phải cho tôi hỏi một câu trước công chúng. Tôi nói cái gì ghê gớm mà thầy hỏi đi. Thầy hỏi đi. Ông hỏi là bây giờ nếu có một người nữ ôm thầy thì thầy như thế nào? Đâu có tôi qua chỗ kia đâu. Nhưng mà tôi trả lời chắc hay hơn thiền sư hồi nãy đó. Đối với vậy tôi trả lời làm sao? Hả? Tôi trả lời là như cổ đang ôm. Ông thầy đã chấp nhận xá xá, nhưng mà do cái ngã chấp. Chứ đúng lý ra đó, nếu một người học đạo chân chánh mà đặt câu hỏi được trả lời như vậy là phải quỳ gối xuống lại ba lại mới đúng. Nhưng mà ngông nghênh bỏ ra, tức là đây không phải là cái loại mà tìm đạo để học, chỉ là bắt bẻ người ta chơi thôi. Nhưng mà không ngờ là tôi thoát ra được, cũng hên. Bữa đó thoát ra được. Thế ra cho nên đến với đạo lý là chúng ta phải chạm với những cái chuyện rất thực tế,
mà mình có cái gì tự thoát ra được trong từng khoảnh khắc thì mới có thể lưu thông được trong cái đời sống này, và sanh tử chúng ta mới giải quyết được. Nếu không á, có những người có kiến giải rất là giỏi nhưng mà đụng chuyện sẽ đứng lại, có những câu hỏi đặt là bế tắc liền, thì không phải. Nên là lục căn chúng ta phải làm sao đó phải lưu thông tuyệt đối thì chúng ta mới có hy vọng là chúng ta thoát khỏi sinh tử này. Thì vậy là giống như cái điều mà Đức Phật đã dạy trong đoạn vừa qua, là cái rút mắt trong sinh tử chúng ta là từ lục căn, và tháo đi cái rút này cũng phải từ lục căn. Cho nên khi nào mà căn và trần chúng ta đi đứng nằm ngồi hoàn toàn chúng ta thoát ra hẳn, không vướng lại, thì biết đó là chúng ta giải thoát ha. Chứ nhiều khi hỏi tu đạo Phật để làm gì, nó được giải thoát, nó là giải thoát là cái gì thì mình không biết, không biết giải thoát là cái gì. Nó như hồi đầu mình dẫn chứng là một vị thiền sư trả lời là căn trần không dính nhau là giải thoát, nhưng mà thật sự hỏi lại căn trần có dính nhau không, dính không? Điều này chúng tôi đã giảng nhiều rồi. Thật ra khi mà mỗi người Phật tử chúng ta có thể nhận ra được một cái sự thật căn trần không dính nhau là chúng ta cũng đã giải thoát từ lâu rồi. Mà sự thật thì chúng ta hoàn toàn không có dính. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Thật ra mà khi chúng ta nhận định được căn và trần không dính nhau, thì cái phút chốc chúng ta nhận được căn trần không dính nhau là tự động chúng ta lăn trùng trục luôn từ đó trở về sau đó. Thì lúc đó mới được gọi là chúng ta đã ngộ được cái căn trần không dính nhau, giống như cư sĩ Họa Lư ngày xưa, đúng không? Cư sĩ Họa Lư ngày xưa khi là một cái cư sĩ còn bán củi, khi mà giác đống củi lại tới cái nhà chủ để bán rồi, đứng dựa tường để chờ trả tiền, thì nghe người ta tụng kinh Kim Cang là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngộ liền, sẽ có đời sống biến chuyển liền. Tức là không nên trụ nơi sắc sanh tâm, không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên sanh tâm ở nơi không chỗ trụ, thì lúc đó cư sĩ Họa Lư chúng ta ngộ, và sau này thành tổ là lục tổ Huệ Năng của mình. Vì nghe qua câu ngộ rồi, mình đọc này mấy ngàn lần rồi nhưng mình không ngộ được, lý do tại sao? Thì mình nghe Đức Phật nói là không nên trụ sắc và thanh tâm, cái bắt đầu mình mắt mình thấy sắc thì mình gán làm sao cho đừng có dính mắt. Mình nghe không nên trụ nữa thanh hương vị xúc pháp thanh tâm, tới mình nghe mình ngửi mình nếm làm sao cho đừng bị dướng mắt. Không phải như vậy, Đức Phật không có dạy như vậy. Câu kết Đức Phật dạy cái gì? Nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng giật mình thấy ra là căn trần từ xưa giờ chưa từng dính nhau, và mình thực sự vốn là người vô trụ. Cho nên ngài không trụ được nơi sắc, không trụ được nơi thân, chứ không phải là không trụ ha. Hai cái khác nhau mà. Cái này ở trong Pháp Arang Kinh chúng tôi nói rất rõ. Thì vậy là một người học đạo làm sao chúng ta nhận được cái sự thật này? Thì vậy là chúng ta sẽ tự tại được trong sinh tử. Còn nếu một ngày nào mà chúng ta không phá vỡ được cái sự dướng mắt của lục căn, thì ngày đó sinh tử chúng ta rất là khó phá vỡ. Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy là Đức Phật đã dạy trong đoạn này. Rất mong đại chúng chúng ta sẽ thấy được một cái giá trị tu tập ngay trong đời này của chính mình. Thì dù chúng ta là ai đi nữa, nếu mà lục căn vẫn còn vướng mắc lục trần, thì mình biết rằng sinh tử vẫn còn tiếp nối với mình. Một phen mà chúng ta phá được cái vướng mắc của căn trần, thì chúng ta sẽ tự tại trong tâm giới này. Và lúc đó thì chúng ta mới biết được là cái lục căn chúng ta là không phải sáu, mà cũng không phải là một. Mà lìa thoát được cái một và cái sáu thì chúng ta mới hòa nhập vô được cái tự tánh viên minh của chính mình. Thì lúc đó chúng ta mới hoàn thành được cái việc sinh tử trong đời này của chúng ta. Và không phải là trong đời này, mà là sinh tử ngàn đời ngàn kiếp của mình đã được phá vỡ rồi. Thì lúc đó chúng ta sẽ tự tại trong tam giới. Còn nếu chưa được như vậy thì sinh tử sẽ tiếp tục còn cuốn mình đi, và chúng ta cứ tiếp tục lầm lạc đời này kiếp nọ nữa thì rất là phí ha. Nên ra đời được gặp Phật Pháp là một điều rất là quý của chính mình rồi. Thì trong mỗi người chúng ta nên cố gắng ngay trong đời này, chúng ta hãy trở lại với cái chỗ tu tập, một chỗ thắc mắc giống như ngài Huệ Năng như vậy. Chúng ta phải tìm ngược về cái nguồn của mỗi căn, để phá vỡ được một căn là phá vỡ lục căn để thoát ly sinh tử luân hồi. Người nào trong đời này ý thức được cái việc này là việc chính rồi, thì đó là cái phước của người đó. Còn ai mà chưa có được cái này thì chúng ta nên quay lại để tu tập, nhìn ngắm lại mình và tìm cách phá vỡ sinh tử. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải hướng tới và cần phải tu tập.